Dạ rồi, em xin được tiếp tục phần trình bày. Phần đầu tiên đó là doanh nghiệp với hoạt động thương hiệu trong kỷ nguyên 4.0. Thì trước hết là những khái niệm về thương hiệu trong kỷ nguyên 4.0. Khái niệm đầu tiên đó là thương hiệu trực tuyến. Thương hiệu trực tuyến của doanh nghiệp. Thương hiệu trực tuyến của doanh nghiệp trực đó là những dấu ấn, hình tượng tích cực và uy tín về sản phẩm và doanh nghiệp trong tâm trí của khách hàng trên môi trường trực tuyến, đặc biệt là môi trường Internet. Khái niệm thứ hai đó là thương hiệu số. Thì đây là một kỹ thuật của quản trị thương hiệu kết hợp giữa quảng bá thương hiệu thông qua Internet và tiếp thị kỹ thuật số, tiếp thị trực tuyến để mà phát triển thương hiệu trên một loạt các kênh kỹ thuật số, bao gồm các cái quan hệ xây dựng trên Internet, ứng dụng xây dựng trên các cái thiết bị hoặc là nội dung truyền thông. Thứ ba là thương hiệu điện tử. Thì đây là thương hiệu được xây dựng và phát triển, tương tác và thể hiện qua mạng thông tin toàn cầu. Vì thế mà thương hiệu điện tử gắn liền và được thể hiện thông qua không chỉ tên miền mà còn qua các cái giao diện, nội dung và hình ảnh tương tác của các website, các cái liên kết trên mạng thông tin toàn cầu và các cái liên kết khác. Vậy thì đặc điểm của thương hiệu trong kỷ nguyên 4.0 đó là gì? Đầu tiên đó là sử dụng các cái phương tiện điện tử trong xây dựng thương hiệu. Thì nhờ có sự phát triển của công nghệ thông tin, các cái doanh nghiệp xây dựng thương hiệu thông qua việc sử dụng các ứng dụng điện tử ngày càng phổ biến. Điều này thì sẽ giúp việc xây dựng thương hiệu trở nên hiện đại và có tính chính xác cao hơn. Vì vậy mà các phương tiện điện tử có vai trò quan trọng trong việc quyết định hình thành một thương hiệu. Đặc điểm thứ hai đó là thương hiệu được lưu trữ và hiển thị thông qua các phương tiện điện tử. Nếu như phương tiện thương hiệu truyền thống thì thường được thể hiện qua các cuốn catalog, tờ rơi, tờ gấp hoặc là được in trực tiếp trên nhiều chất liệu khác nhau, thì với thương hiệu trực tuyến sẽ được lưu trữ và hiển thị thông qua các cái phương tiện điện tử như là máy tính, điện thoại hoặc là các thiết bị điện tử có thể kết nối Internet. Hình thức thể hiện thì có thể là bằng hình ảnh, video, banner hoặc là catalog điện tử. Với đặc điểm cuối cùng đó là sử dụng các công cụ xúc tiến điện tử để phát triển thương hiệu. Thì quá trình phát triển thương hiệu trực tuyến luôn gắn liền với việc sử dụng những cái tiện ích của công nghệ thông tin và thương mại điện tử, đặc biệt là Internet. Trên nền tảng này thì các công cụ xúc tiến điện tử ngày càng phát triển như là website, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, email hoặc là diễn đàn. Lợi ích của thương hiệu 4.0 thì đối với doanh nghiệp, thương hiệu còn được coi là tài sản vô hình và có giá trị lớn đối với mỗi doanh nghiệp. Hơn thế, nó còn là biểu tượng đại diện cho doanh nghiệp. Thương hiệu là sự ảnh hưởng và danh tiếng của doanh nghiệp đối với khách hàng, là một công cụ để mà phát triển và duy trì lợi thế cạnh tranh. Vì vậy mà phát triển thương hiệu sẽ mang đến rất là nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt hơn là khi chúng ta mà phát triển theo hướng thương hiệu 4.0. Một số cái lợi ích điển hình đối với doanh nghiệp như là sẽ giúp gia tăng giá trị sản phẩm và lợi nhuận cho doanh nghiệp, giúp tạo sự tin tưởng với khách hàng đối với doanh nghiệp, từ đó làm tăng tỷ lệ bán hàng thành công, tạo sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường. Cuối cùng là sẽ thu hút đầu tư dễ dàng kể cả trong nước và trên quốc tế. Còn lợi ích đối với người tiêu dùng thì nó sẽ giúp khách hàng dễ dàng xác định được rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Tiếp theo là giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, chi phí tìm kiếm sản phẩm, tiết kiệm nhanh chóng, tiếp cận nhanh chóng đặc điểm và thuộc tính của sản phẩm. Cuối cùng là sẽ giảm được những rủi ro khi quyết định mua và tiêu dùng một sản phẩm. Bên cạnh những lợi ích thì sẽ có những ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 tới hoạt động của quản trị thương hiệu. Trong thời đại cách mạng 4.0 thì hiệu quả quản trị thương hiệu là một trong những nội dung quan trọng để mà góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín cho doanh nghiệp, từ đó góp phần tạo ra giá trị cho cả nền kinh tế. Trong mối quan hệ với lĩnh vực quản trị thương hiệu thì cách mạng 4.0 có thể làm cho các nhà quản trị thương hiệu phải thay đổi những cách thức tạo dựng hoặc là truyền thông thương hiệu, cách thức để mà bảo vệ thương hiệu, và đặc biệt hơn là phải tính đến những cái yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong cách mạng 4.0 được hoàn thành. Và điển hình một số những cái ảnh hưởng như là tạo dựng ra một nền tảng mới cho quản trị thương hiệu, tiếp tục thúc đẩy và gia tăng giá trị thương hiệu trên môi trường truyền thống. Cuối cùng là sẽ làm xuất hiện các yếu tố mới trong cấu trúc thương hiệu của doanh nghiệp. Phần của mình tới đây là hết. Xin mời phần thuyết trình của bạn tiếp theo. Anh chào cô và các bạn.
Em xin thuyết trình phần cấu trúc thương hiệu trong kỷ nguyên số. Thì phần này có hai nội dung, đó là các góc độ tiếp cận cấu trúc thương hiệu số và cấu trúc thuộc tổng thương hiệu số. Đầu tiên đó là các góc độ tiếp cận cấu trúc thương hiệu số, thì bao gồm thương hiệu số, quảng cáo truyền thông xã hội, thiết lập thương hiệu truyền thông xã hội. Chúng ta bước vào tìm hiểu về thương hiệu số thì chúng ta đang di chuyển qua thời đại của cuộc sống kỹ thuật số. Là một nhà tiếp thị kỹ thuật số, chúng tôi luôn đứng trước vô vàn phương thức xây dựng và tiếp thị thương hiệu. Tiếp thị thương hiệu số là sử dụng internet, thiết bị di động, phương tiện truyền thông xã hội, công cụ tìm kiếm và các kênh khác để tiếp cận người tiêu dùng. Một số chuyên gia tiếp thị coi tiếp thị kỹ thuật số là một nỗ lực hoàn toàn mới, đòi hỏi một cách tiếp cận khách hàng mới và cách hiểu mới về về cách khách hàng cư xử so với tiếp thị truyền thống. Quảng cáo truyền thông xã hội là các ứng dụng hoặc chương trình được xây dựng dựa trên nền tảng internet nhằm tạo điều kiện cho các việc tạo mới hoặc chia sẻ thông tin, ý tưởng, lợi ích nghề nghiệp và các nội dung khác thông qua các thiết bị công nghệ và mạng máy tính. Thiết lập thương hiệu truyền thông xã hội là giúp để thành công trên phương tiện truyền thông xã hội và cũng là một phần quan trọng trong việc tạo nên thành công của truyền thông xã hội, là biết mục tiêu và mục tiêu nào để đặt cho thương hiệu của bạn. Mục tiêu truyền thông cần lưu ý để đạt tối đa hóa lợi nhuận thì gồm có 6 mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên đó là tăng nhận thức về thương hiệu. Chuyển slide mình mất. Tăng nhận thức về thương hiệu. Phương tiện truyền thông xã hội cho phép các nhà tiếp thị hiểu rõ hơn về sự hiện diện của thương hiệu và khả năng tiếp cận của họ trong thế giới trực tuyến. Và giờ đây hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội cung cấp dữ liệu về khả năng hiển thị nội dung của bạn, cho phép bạn báo cáo sự hiện diện trực tuyến của mình chính xác hơn. Thứ hai đó là thúc đẩy lưu lượng truy cập đến trong web của bạn. Một bước xa hơn nữa, khi sử dụng hiện diện của thương hiệu trên phương tiện truyền thông xã hội đó là thúc đẩy khách hàng truy cập vào trong web hoặc blog của bạn, những người có thể trở thành khách hàng của bạn. Thứ ba đó là tạo khách hàng tiềm năng mới. Nó thường có nghĩa là người đó đã cung cấp cho công ty của bạn với một số hình thức thông tin về bản thân như họ tên, địa chỉ email và tương tự. Có nhiều cách để theo dõi nỗ lực tạo ra các phương tiện truyền thông xã hội của bạn, và danh sách dưới đây là bao gồm một số chỉ số phổ biến hơn để theo dõi để quản lý các khách hàng tiềm năng truyền thông xã hội của bạn. Thì năm 2016 có 32,7 triệu, 2017 là 33,6 triệu, 2018 là 39,9, 2019 là 48 và 2020 là 58,24. Mục tiêu thứ tư đó là tăng doanh thu. Nếu bạn không có quy trình bán hàng dài, bạn có thể sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để biến khán giả thành những khách hàng để trả khách hàng trả tiền trực tiếp. Chuyển sang máy. Máy. Mục tiêu thứ năm đó là tăng mức độ tương tác thương hiệu. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tương tác truyền thông xã hội cải thiện nhận thức về thương hiệu, lòng trung thành và lời khuyên truyền miệng, các thuật toán của nền tảng truyền thông xã hội, chẳng hạn như các thuật toán trên Facebook hoặc Instagram đang ưu tiên các bài đăng có mức độ tương tác cao hơn trên nguồn cấp dữ liệu của họ, do niềm tin rằng người dùng sẽ quan tâm hơn đến việc xem nội dung hấp dẫn. Thứ sáu đó là xây dựng cộng đồng xung quanh doanh nghiệp của bạn. Theo dõi một số lượng đối tượng như tổng số người theo dõi và người hâm mộ, như chúng ta cũng cần nhận thấy là sự gia tăng về số lượng cộng đồng và doanh nghiệp cho tập trung vào trong những năm qua. Nội dung thứ hai đó là cấu trúc tổng thể thương hiệu số. Nó là dấu ấn hình tượng tích cực và uy tín về sản phẩm và doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng trên môi trường trực tuyến, đặc biệt là môi trường internet. Cái phạm vi của phương tiện kỹ thuật số là vô hạn. Thì khi bạn đã tạo ra được một cơ sở khách hàng trung thành thì chúng ta có thể tạo nên một kênh khách hàng tiềm năng và chuyển đổi chúng thành doanh số. Chúng ta có thể dùng tiếp thị nội dung và tiếp thị qua email để tạo kênh khách hàng tiềm năng để đưa khách hàng vào sản phẩm.
Phần tiếp theo, phần 3 đó là những điểm mới về xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0, gồm có 4 nội dung chính. Nội dung đầu tiên, bước vào nội dung đầu tiên là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thì cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho phép các nhà máy thông minh, sản phẩm thông minh và chuỗi cung ứng cũng thông minh, làm cho các hệ thống sản xuất và dịch vụ trở nên linh hoạt và đáp ứng khách hàng hơn. Trong tương lai thì công nghiệp 4.0 sẽ dự kiến sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Do đó các nhà doanh nghiệp cần phải sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc đổi mình tiếp tục liên tục để cập nhật các xu hướng hiện đại sắp tới. Em xin phần nhường thuyết trình cho bạn tiếp theo ạ. Xin chào cô và các bạn, em tên là Phượng và tiếp theo em xin trình bày về thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0. Thì trong thời gian gần đây, thuật ngữ cách mạng công nghiệp 4.0 được nhắc nhiều trên truyền thông và mạng xã hội. Quá trình này đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tác động rất lớn đến hoạt động, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, các tổ chức và cả chính phủ, trong đó có Việt Nam, nhưng cũng đang phải thay đổi mình. Những yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật và dữ liệu lớn. Trong mối liên quan tới lĩnh vực quản trị thương hiệu thì cách mạng công nghiệp 4.0 có thể sẽ khiến cho các nhà quản trị thay đổi cách thức tạo dựng, truyền thông thương hiệu, cách thức bảo vệ thương hiệu và quan trọng hơn cả là phải tính đến những yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong cách mạng công nghiệp 4.0. Được hoàn thành thì thời gian là yếu tố sống còn đối với hoạt động quản trị thương hiệu. Tiếp theo là nền tảng thương hiệu 4.0 cho doanh nghiệp. Đầu tiên là về nhận thức về thương hiệu 4.0. Quản trị thương hiệu là một trong những nội dung quan trọng để góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín cho doanh nghiệp. Việc quản trị thương hiệu đòi hỏi sự am hiểu thấu đáo các kiến thức kinh doanh cùng với các kiến thức về quản trị tài sản, trí tuệ. Một bộ phận đáng kể các doanh nghiệp đã ý thức được tầm quan trọng của việc quản trị thương hiệu trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng không phải là tất cả đều đã nắm rõ. Qua slide của mình với Nguyên đây. Ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội, đặc biệt là khi dữ liệu lớn được hình thành, biên giới quốc gia về thông tin không còn nữa thì kết quả sáng tạo, thành quả tạo dựng uy tín của con người nếu không được bảo vệ một cách thích hợp sẽ rất dễ bị người khác lấy mất. Ví dụ như là Vietinbank, ngân hàng Việt Nam đầu tiên lọt vào top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới năm 2019. Cụ thể là Vietinbank đã xác lập vị trí 242, tăng 68 bậc so với năm 2018. Vietinbank được xếp hạng cao như vậy nhưng đã từng phải ngậm ngùi đổi tên từ Incombank vào năm 2008 chỉ vì tên đó bị trùng với tên một ngân hàng ở nước Nga. Và nếu giữ nguyên tên như vậy thì họ không thể thực hiện hoạt động kinh doanh ở Nga được. Rõ ràng là ngay từ khi lựa chọn tên gọi để xây dựng thương hiệu của mình thì Vietinbank đã sơ suất, chưa ý thức được về tính toàn cầu của thương hiệu, dẫn đến hậu quả phải bỏ ra chi phí không chỉ kinh tế mà cả thời gian cho việc xây dựng thương hiệu, rồi thay đổi và gây dựng thương hiệu mới cho doanh nghiệp của mình. Tiếp theo là phần thiết lập hành trình người tiêu dùng đến với thương hiệu. Trước đây thì các hoạt động marketing của doanh nghiệp thường tập trung vào sản phẩm, các chiến dịch marketing bán hàng, không chú trọng việc xây dựng chiến lược thương hiệu. Ngày nay, để chiếm được trái tim của khách hàng thì các thương hiệu cần có tính cách như một con người, thấu hiểu mọi tâm tư lo lắng của khách hàng mình. Điều làm cho các thương hiệu trong thời đại số hóa khác biệt với các thời đại khác chính là thương hiệu được xây dựng như một con người và có suy nghĩ cảm xúc chứ không phải là một thứ làm tăng giá trị sản phẩm và dịch vụ. Để hiểu rõ về nhân cách hóa thương hiệu, chúng ta có thể hình dung thương hiệu như một con người. Người đó sẽ nói như thế nào, cư xử ra sao trong những tình huống nhất định. Nói cách khác thì thương hiệu sẽ được thể hiện sắc nét qua những tính từ tượng trưng tính cách của một con người như là độc đáo, quan tâm, hài hước, đáng tin cậy, sáng tạo hay là thẳng thắn, trung thực, nội loạn. Ví dụ như DNC được nhận định là một trong những thương hiệu cao cấp lớn nhất và tốt nhất trên thế giới. DNC đảm bảo duy trì tính cách thương hiệu đặc biệt của mình là đẳng cấp và quyến rũ thông qua các chiến lược truyền thông và tiếp thị. Hay ví dụ như là tính cách thương hiệu của Harley Davidson ngay từ đầu đã là một kẻ nổi loạn. Các chiến dịch quảng bá logo và sử dụng màu sắc tươi sáng năng động đã giúp họ xây dựng tính cách này.
Thứ ba đó là thiết lập hành trình người tiêu dùng đến với thương hiệu. Hành vi của người tiêu dùng thì luôn luôn thay đổi. Chỉ cần nghĩ về cách người tiêu dùng dành thời gian trực tuyến 5 năm trước so với thói quen của họ ngày nay thì chúng ta có thể thấy rõ được điều này. Và với những tiến bộ mới trong công nghệ, việc hiểu người tiêu dùng dành thời gian ở đâu và như thế nào là vô cùng quan trọng đối với các nhà quản trị. Các thương hiệu, các nhà tiếp thị và các nhà quảng cáo phải điều chỉnh thông chỉ cách mà họ đo lường việc sử dụng các thiết bị mới, các công nghệ mới và các dịch vụ xung quanh, mà họ còn phải đo lường để người tiêu dùng cá nhân quan sát và điều chỉnh sự thay đổi chéo thói quen thiết bị và công nghệ. Các thương hiệu và nhà quảng cáo, các nhà tiếp thị phải có các ngăn xếp công nghệ phù hợp để giao tiếp với các khách hàng, viết blog, xã hội hóa, gửi email, tổ chức sự kiện trực tuyến, tối ưu hóa trang web, đo lường kết quả và nắm bắt khách hàng tiềm năng. Về phần không gian thương hiệu 4.0 cho doanh nghiệp, đầu tiên là qua website 4.0. Với sự phát triển của Internet thì xây dựng thương hiệu trực tuyến là việc bắt buộc phải làm đối với các doanh nghiệp. Phát triển thương hiệu trực tuyến là một nhánh trong những chiến lược phát triển thương hiệu chung của doanh nghiệp. Nếu như bạn đầu tư nhiều hơn cho việc phát triển website của bạn thì đồng nghĩa với việc bạn đang đi đúng hướng trong chiến lược phát triển thương hiệu trực tuyến. Website sẽ được định vị tốt hơn, nhiều khách hàng đến thăm web hơn và từ đó tăng số lượng người biết đến thương hiệu của bạn. Làm thương hiệu online thì đòi hỏi cần có những chiến lược tổng thể, đường đi nước bước phù hợp, kết hợp với nhiều hình thức khác nhau như xây dựng bộ phận nhận diện trực tuyến, thiết kế website, quảng bá thương hiệu thông qua những chương trình, sự kiện marketing thông qua mạng xã hội content. Website giúp truyền tải thông điệp của bạn 24 trên 7, mọi lúc mọi nơi tiếp cận với khách hàng, cho phép họ điều khiển cách mà họ tiếp cận với thông tin. Thứ hai là qua mạng xã hội tích hợp. Thì mạng xã hội đã trở thành cầu nối gắn kết hàng tỷ người trên khắp các quốc gia lãnh thổ. Truyền thông thương hiệu qua mạng xã hội thì không chỉ giúp danh tiếng thương hiệu của bạn vang xa hơn mà nó còn hỗ trợ bạn trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Giống như Nike hay là Coca-Cola, Adidas đã thực hiện, thì mỗi khi họ có những chiến dịch mới được quảng bá trên mạng xã hội thì ngay lập tức hàng triệu tài khoản của người dùng sẵn sàng sẽ chia sẻ, bàn luận thông điệp của quảng cáo. Từ đây thì không chỉ góp phần làm nên thắng lợi cho thương hiệu mà còn giúp hình ảnh của những ông lớn này được bao phủ thị trường rộng lớn hơn. Các mạng xã hội có thể kể đến ví dụ như là Facebook, Instagram, YouTube hay là Google. Ví dụ như thương hiệu Origin là một công ty mỹ phẩm tạo ra các sản phẩm từ các thành phần có nguồn gốc tự nhiên. Origin gắn Instagram Live với thương hiệu của họ bằng cách trưng bày các sản phẩm và tổ chức các cuộc trò chuyện về chăm sóc da. Hay là Coca-Cola là một trong những thương hiệu nổi tiếng được yêu thích nhất trên thế giới, đồng thời trên Facebook với hơn 59 triệu người hâm mộ. Thành công lớn này thì nhờ hãng nước uống này trực tiếp kêu gọi mọi người sử dụng nút like trên trang Facebook của mình. Thứ ba là việc qua truyền hình tương tác. Thì truyền hình là phương tiện đã xuất hiện từ rất lâu đời và cho đến nay thì vẫn giữ được vị thế của mình đối với xã hội. Có thể nói là đây là phương tiện truyền thông đạt hiệu quả cao nhất và được đánh giá là công cụ uy lực bởi tính sinh động và hấp dẫn trong từng hành động, câu nói của nhân vật bên trong. Thì trong thời đại công nghệ, TV như một vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Với lượng khán giả đông đảo thì truyền hình là giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp quảng bá hình ảnh thương hiệu một cách hiệu quả. Và cuối cùng là qua công nghệ thực tế ảo. Thực tế ảo thì vẫn còn là một điều mới lạ đối với nhiều khách hàng, nhưng khi nhiều người dùng trải nghiệm, yêu cầu về chất lượng nội dung cũng sẽ tăng lên. Họ mong muốn được nhiều hơn từ các thương hiệu và họ sẽ tìm kiếm những trải nghiệm thực tế ảo khiến họ thốt lên vì kinh ngạc. Đó là lý do tại sao sở hữu nội dung chất lượng là một trong những chìa khóa để các thương hiệu thành công trong việc sử dụng thực tế ảo. Ví dụ như là Pepsi với thông điệp Life for Now. Chiến dịch Pepsi tại một trạm xe buýt này đã xóa tan sự tẻ nhạt của việc chờ xe buýt bằng các trải nghiệm với công nghệ AR. Màn hình chờ ở trạm xe buýt đã mô phỏng lại hình ảnh thực phía sau và lồng ghép vào đó là các cảnh tượng với con hổ rình mồi hay là UFO. Điều này đã khiến cho người trải nghiệm giải tỏa được mọi căng thẳng, trở nên vui vẻ, chủ động lan truyền và quảng bá thông điệp cho Pepsi. Phần tiếp theo xin mời bạn Hân trình bày. Dạ, tiếp theo là phần quản trị thương hiệu trên môi trường số. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nhận thức rõ về vai trò và tầm quan trọng của thương hiệu và cấu trúc thương hiệu.
Thì hiện nay nhận thức về việc xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp là rất hạn chế. Một mặt do khái niệm thương hiệu là một khái niệm còn tương đối mới ở Việt Nam. Mặt khác do tư duy và quan niệm kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam còn ở mức độ đơn giản và ngắn hạn. Lãnh đạo doanh nghiệp cần nhận thức đúng đắn về vai trò và lợi ích của việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Cần có đội ngũ cán bộ chuyên trách về thương hiệu và phát triển thương hiệu. Để nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo về doanh nghiệp về thương hiệu, các doanh nghiệp cần tích cực tham gia các hội thảo chuyên về xây dựng và phát triển thương hiệu, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn chuyên về thương hiệu hoặc tự nghiên cứu và tìm hiểu từ các sách chuyên khảo về thương hiệu và thông tin qua mạng Internet. Ngoài việc nâng cao nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về xây dựng và phát triển thương hiệu, đội ngũ nhân viên trong toàn bộ doanh nghiệp cũng cần hiểu biết về vai trò và tầm quan trọng của thương hiệu. Để nâng cao hiểu biết của nhân viên về thương hiệu, doanh nghiệp có thể tổ chức các khóa đào tạo mang tính ứng dụng cho nhân viên tại doanh nghiệp hoặc là cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo tại các cơ sở đào tạo. Ngoài ra thì doanh nghiệp còn tiến hành truyền thông thương hiệu và nâng cao ý thức bảo vệ thương hiệu trong nội bộ doanh nghiệp bằng các công cụ như là bảng tin, hệ thống biển hiệu hay là các thông điệp về thương hiệu thông qua các phương tiện, đặc biệt là những cái phương tiện điện tử như là mạng thông tin nội bộ, email của doanh nghiệp. Qua slide đi Nguyên. Tiếp đến là hình thành bộ phận hoặc nhân sự chuyên trách về thương hiệu. Thì tại hầu hết các doanh nghiệp, bộ phận thương hiệu rất hạn chế cả về số lượng nhân sự và các công việc triển khai, do còn hạn chế về nhận thức và chưa thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu, nên việc tổ chức bộ máy ở nhiều doanh nghiệp thiếu hoặc không quan tâm tới vấn đề này. Khi lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhận thức rõ về vấn đề thương hiệu, thì việc tiếp theo cần tiến hành đó là hình thành và tổ chức một bộ phận hoặc phòng thương hiệu chuyên nghiệp và bài bản. Tuy nhiên, khi thiết lập bộ phận này, doanh nghiệp cần phải cân nhắc cho phù hợp với sơ đồ tổ chức chung của toàn doanh nghiệp và sử dụng đội ngũ nhân sự có kiến thức về thương hiệu và am hiểu hoạt động kinh doanh trực tuyến. Qua slide đi Nguyên. Tiếp theo là phần hình thành và phân bổ ngân sách hợp lý cho hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu. Thì doanh nghiệp cần phân bổ ngân sách một cách cụ thể và khoa học đối với hoạt động kinh doanh truyền thống và hoạt động kinh doanh trực tuyến. Bên cạnh đó là một chương trình hành động cụ thể về xây dựng và phát triển thương hiệu với các tiêu chí đánh giá hiệu quả một cách rõ ràng. Tùy vào quy mô, thời điểm và chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu, doanh nghiệp sẽ xây dựng và phân bổ ngân sách cho phù hợp. Tiếp theo là xây dựng cấu trúc thương hiệu đồng bộ. Thì việc xây dựng cấu trúc thương hiệu là rất quan trọng đối với doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến để có thể tạo lập một thương hiệu bền vững với các chiến lược thương hiệu bài bản. Cần phải xác định rõ hai cấu phần quan trọng của cấu trúc thương hiệu, đó là cấu trúc nền tảng và cấu trúc hiển thị. Cấu trúc nền tảng sẽ được định hình và hình thành trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Phần tiếp theo em xin nhường cho bạn Tiến. Dạ, em xin chào cô và tất cả các bạn. Tiếp theo em xin trình bày về phần sử dụng nhãn hiệu chứng nhận kết hợp với nhãn hiệu của doanh nghiệp kinh doanh trên môi trường số. Để tiến hành hoạt động này, doanh nghiệp cần chú ý đến một số điểm. Thứ nhất đó là cần hiểu biết về ý nghĩa và lợi ích của việc gắn nhãn hiệu chứng nhận. Doanh nghiệp cũng cần chủ động liên lạc với tổ chức gắn nhãn hiệu chứng nhận để được tư vấn và đăng ký tham gia chương trình thẩm định gắn nhãn hiệu chứng nhận. Thứ hai đó là nghiên cứu các tiêu chuẩn quy định và công bố của cơ quan gắn nhãn hiệu chứng nhận để thiết kế website sao cho phù hợp để được gắn nhãn hiệu chứng nhận. Website của doanh nghiệp phải đạt được các tiêu chuẩn quy định của tổ chức gắn nhãn hiệu chứng nhận và trải qua quy trình thẩm định khắt khe. Tiếp theo là phần thiết lập quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu. Để việc xây dựng và áp dụng quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến hiệu quả, cần phải quan tâm tới các vấn đề sau đây. Thứ nhất đó là nhận thức đầy đủ về nội dung và các bước tiến hành đối với hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu.
cần nắm rõ các đặc điểm của môi trường trực tuyến, đặc biệt là sự khác biệt giữa tâm lý người tiêu dùng, phản ứng của người tiêu dùng đối với các quảng cáo trực tuyến, quy định của pháp luật đối với các nhãn hiệu trực tuyến, các quy định tên miền, tên bản quyền trang web. Thứ hai là phân tích đầy đủ các dữ liệu về thị trường và khách hàng. Doanh nghiệp cần phải tiến hành phân tích thật kỹ các dữ liệu của thị trường, khách hàng để thiết lập một quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu thật khoa học và thực tế. Thứ ba là mô tả các công việc cụ thể từng bước và công cụ đánh giá hiệu quả từng bước nhằm đạt được mục tiêu, đó là thống nhất và hướng dẫn thực hiện cho các đối tượng triển khai gắn với các thương hiệu, gắn với các tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá cho từng công việc cụ thể. Tiếp theo là phần áp dụng quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến. Ở phần này thì gồm có 4 bước. Bước thứ nhất đó là tuân thủ các bước trong quy trình. Các bước trong quy trình luôn đảm bảo tính khoa học và tính kế thừa. Chính vì vậy, việc thực hiện tốt bước này sẽ là nền tảng và kết quả quan trọng cho các bước tiếp theo. Bước thứ hai đó là phản ứng là phân công nhân sự phụ trách các công việc cụ thể và các bước triển khai trong quy trình nhằm tăng tính phối hợp và hiệu quả trong quá trình triển khai xây dựng và phát triển thương hiệu. Bước thứ ba đó là đưa ra các tiêu chí đo lường hiệu quả thực hiện. Mỗi một doanh nghiệp cụ thể sẽ có các tiêu chí đo lường khác nhau, phụ thuộc vào mục tiêu của quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu và đặc thù của mỗi doanh nghiệp. Bước thứ tư đó là đánh giá hiệu quả thực hiện các bước trong quy trình theo thời gian. Ở bước này thì tùy theo tình hình cụ thể của mỗi doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá định kỳ theo từng giai đoạn hoặc là theo từng các bước để tiến hành. Tiếp theo là đăng ký và thông báo website mua bán trực tuyến với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để tiến hành đăng ký và thông báo, các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến cần lập hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 55 của Nghị định 52 năm 2013, Nghị định Chính phủ và các quy định được thể hiện cụ thể tại Thông tư số 47 năm 2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử ban hành ngày 5 tháng 12 năm 2014. Các doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động đăng ký tại địa chỉ trực tuyến của Cổng Thông tin Quản lý Hoạt động Thương mại Điện tử Quốc gia theo đường link đó là www.online.government.vn. Tiếp theo là phần một số lưu ý trong xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trên môi trường số ở Việt Nam. Thì ở đây chúng ta có 3 lưu ý quan trọng, đó là lưu ý thứ nhất đó là xây dựng và hoàn chỉnh cấu trúc thương hiệu, lưu ý thứ hai đó là nghiên cứu áp dụng quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu, lưu ý thứ ba đó là đề xuất một số công cụ xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam. Phần thuyết trình của em đến đây là hết, tiếp theo em xin nhường lại phần thuyết trình cho bạn Nguyên. Dạ, xin chào các thầy cô và các bạn. Tiếp theo em sẽ trình bày phần chiến lược xây dựng thương hiệu số cho một số nhóm ngành nổi bật. Đầu tiên đó là ngành hàng tiêu dùng lâu bền, công nghệ cao, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất. Đặc điểm của người tiêu dùng khi mua các sản phẩm lâu bền như là máy giặt, tủ lạnh, tivi hay các đồ gia dụng khác thì thường cân nhắc kỹ và sử dụng internet như một công cụ hữu hiệu để nghiên cứu trước khi quyết định mua. Do vậy, thương hiệu trong ngành này vẫn cần phải có sự hiện diện tốt của internet và người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm hiểu và so sánh giữa các thương hiệu với nhau. Đối với ngành vật liệu xây dựng, trang trí nội thất thì có đặc thù là phải nhắm tới tất cả những khách hàng cá nhân là chủ nhà, nhà thầu và đặc biệt là các cái vị kiến trúc sư. Thì các khách hàng cá nhân là những cái người nhiều khi chỉ xây nhà một lần trong đời và chỉ mua cái vật liệu xây dựng này một lần, nhưng những kiến trúc sư và những nhà thầu thì lại rất am hiểu về tính năng và chất lượng của những cái thương hiệu này. Vì vậy những thương hiệu như sơn, gạch, ốp lát
bình nước nóng, thiết bị vệ sinh và phòng tắm thì cần phải có phải sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông số để tạo mối liên hệ với các kiến trúc sư và nhà thầu. Ví dụ như là cái việc gửi các catalog kèm đĩa CD giới thiệu hay là những cái bài chia sẻ trên website hướng tới các cái vị kiến trúc sư và nhà thầu này. Tiếp theo là ngành hàng công nghiệp, tập đoàn sản xuất, khai thác, xây dựng hạ tầng và các ngành công nghiệp khác. Thì các ngành công nghiệp thì có đặc thù rất riêng do sử dụng số lượng nhân công nhiều cũng như là khai thác trực tiếp các nguồn lợi khoáng sản, nên việc xây dựng thương hiệu trên internet cần phải giúp thương hiệu tạo dựng được hình ảnh thương hiệu đó, quan tâm tới môi trường và phát triển bền vững. Một ví dụ cụ thể là các tập đoàn khai thác dầu khí thì đã sử dụng website rất hiệu quả với những thông điệp bảo vệ môi trường rất rõ ràng, thể hiện quan điểm của thương hiệu là khai thác nguồn lợi thiên nhiên một cách bền vững. Ngoài ra thì các tập đoàn công nghiệp của Việt Nam hiện nay chỉ mới dừng lại ở mức rất tối thiểu đầu tư cho các cái phương tiện cho thương hiệu trên các cái phương tiện thông tin truyền thông như báo đài, website vân vân, dẫn đến là cái việc xây dựng thương hiệu trực tuyến đối với những ngành hàng này vẫn còn là một khái niệm khá là xa lạ. Nhiều tập đoàn thì còn chưa được hệ thống nhận diện thương hiệu chuẩn hóa từ logo, các vật dụng văn phòng, biển hiệu, nên ngay cả khi có trang web thì cũng không nhất quán, chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu của chính cái tập đoàn đó. Tiếp theo là đối với ngành hàng sản xuất như ngành hàng xuất khẩu như là thủy sản, may mặc và da giày, thì ngành xuất khẩu không những khách hàng tiêu dùng trong nội địa mà phần lớn thì là các nhà nhập khẩu ở các quốc gia khác, đồng thời thì nó còn phải cạnh tranh quyết liệt với những nhà xuất khẩu trong và ngoài nước. Việc có một website đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, các mặt hàng chủ lực, thế mạnh và kinh nghiệm sản xuất sẽ mang lại niềm tin cho các nhà nhập khẩu. Hơn nữa, để cạnh tranh với hàng ngàn nhà sản xuất của Việt Nam và nước ngoài thì các cái thương hiệu của ngành này phải được dễ dàng tìm thấy thông qua các phương tiện tìm kiếm như trên internet như là Google, Facebook, Instagram vân vân, để các nhà nhập khẩu ngay lập tức có thông tin về thương hiệu của bạn, từ đó tăng cái cơ hội để hợp tác kinh doanh. Những thông tin cần thiết được thể hiện rộng rãi trên website như cơ sở hạ tầng và đặc biệt là môi trường làm việc của công nhân. Nhiều nước nhập khẩu tiên tiến như EU, Mỹ đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và họ sẽ không nhập khẩu hàng của bạn nếu bạn sử dụng lao động vị thành niên hoặc công nhân mà bạn bắt họ phải làm việc trong những điều kiện lao động tồi tệ. Những cái thông tin trung thực và trung thực thể hiện cái quan điểm thương hiệu này sẽ là nền móng đảm bảo cho thương hiệu của bạn xây dựng được niềm tin đối với khách hàng. Và không phải tất cả khách hàng của bạn đều có thể tận hưởng, có thể đến cái tận xưởng sản xuất để đánh giá năng lực hiện tại của bạn. Mà giờ đây thì chỉ cần với Internet thì họ có thể ngay lập tức tìm hiểu về thương hiệu của bạn. Vì vậy thì việc sử dụng Internet với những thông tin trung thực, chi tiết sẽ được khách hàng đánh giá rất là cao. Tiếp theo là ngành ngân hàng, tài chính, bất động sản, bảo hiểm và chứng khoán. Thì đây là ngành hàng đặc biệt quan tâm đến xây dựng thương hiệu trực tuyến vì toàn bộ các dịch vụ của ngành là vô hình và mức độ tham dự của người tiêu dùng qua kênh online là vô cùng lớn. Hãy thử tưởng tượng việc một thương hiệu ngân hàng sẽ ra sao khi họ không thể cung cấp các cái dịch vụ truy cập tài khoản trực tuyến, internet banking vân vân, thì một công ty chứng khoán sẽ ra sao khi họ không có một cái website để nhà đầu tư có thể mua bán chứng khoán trực tuyến hay là các cái app mà để nhà đầu tư có thể đặt lệnh một cách dễ dàng, tìm hiểu nghiên cứu online về các cái công ty mà họ định đầu tư.
Đó là một số ví dụ cơ bản. Vì vậy, đây là một cái ngành kinh doanh dịch vụ với sự tham gia sâu của người tiêu dùng. Chính vì vậy mà các cái ngân hàng, công ty chứng khoán sẽ cạnh tranh nhau quyết liệt để cung cấp các cái giải pháp trực tuyến ngày càng hiện đại hơn cho khách hàng của mình. Đây cũng là một cách để họ xây dựng thương hiệu trong thời kỳ 4.0. Và cuối cùng là đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, thì ngoài đối tượng truyền thông là người tiêu dùng và khách hàng, thì các cái công ty mà đã được niêm yết trên sàn chứng khoán thì sẽ phải quan tâm đến các cổ đông hoặc là nhà đầu tư đối với cái thương hiệu của mình. Thì gần đây, thuật ngữ xây dựng thương hiệu trên thị trường chứng khoán cũng thường được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Một website với đầy đủ thông tin về sản phẩm và công ty là chưa đủ. Các chuyên mục dành cho nhà đầu tư với những thông tin phân tích hiệu quả về kết quả kinh doanh để nhà đầu tư tham khảo cũng phải được cập nhật thường xuyên để các nhà đầu tư có được đầy đủ thông tin, từ đó tạo được cái sự liên hệ sâu rộng giữa thương hiệu và nhà đầu tư. Trong website của mỗi công ty niêm yết thì nhất định phải có một thông tin của nhà đầu tư. Một thông tin này hết sức trung thực, phải cung cấp các cái thông tin về chỉ số tài chính, cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh cũng như là các dự án sắp triển khai. Cái website này sẽ là đầu mối để giúp cho cái nhà đầu tư họ quyết định được cái việc có nên đầu tư vào công ty này hay không. Đó là toàn bộ phần trình bày của nhóm em. Em xin cảm ơn ạ. Ơi, cảm ơn bài trình bày của nhóm số 3 ha. Thì nhóm số 3 cũng đã gọi là điểm qua một vài nét nữa nó liên quan đến cái hoạt động xây dựng thương hiệu của các cái doanh nghiệp hiện nay, liên quan đến việc thích ứng với cái sự hội nhập cũng như là ứng dụng công nghệ số, và cái hoạt thậm chí không ứng dụng đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải quan tâm đến cái việc công nghệ số nó ảnh hưởng đến việc chúng ta xây dựng và xây dựng, tạo dựng, bảo vệ ha, phát triển cái thương hiệu của chúng ta như thế nào. Thực ra đây là một mảng đề tài rất 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 là rộng, và những vấn đề mà hai nhóm đề cập tới, thậm chí những vấn đề mà cô đề cập đến thêm vào cho các bạn nó cũng chưa phải là đầy đủ trong cái việc là chúng ta nhận thức được cái sự nhận thức cũng như là tìm ra cái con đường để thích ứng với việc chúng ta xây dựng thương hiệu ở trong cái kỷ nguyên số này. Nó thay đổi rất 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 là nhiều ha, và nó buộc các doanh nghiệp phải có một cái góc nhìn khác, một cái cách tiếp cận khác, thậm chí là gì các bạn, làm mới ha, refresh lại toàn bộ cái tư duy về làm thương hiệu và làm marketing của một doanh nghiệp để mà chúng ta có thể quản lý được. Bởi vì nó thay đổi, và cái sự thay đổi của nó thì có vẻ là nhỏ thôi và công ty nào cũng gặp phải ha, nhưng nếu như chúng ta không có một cái sự chuẩn bị, không có một cái sự gọi là dè chừng cái tác động của nó mang đến thì có thể là đánh mất cả một cái thương hiệu luôn. Thì trước khi cô đi vào cái phần gọi là định hướng lại cũng như là nói đến một cái số vấn đề mà các cái doanh nghiệp hiện nay người ta gặp phải trong cái quá trình xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số này, thì cô ở đây có đặt một cái câu hỏi cho nhóm chuẩn bị, đó là dù nhóm nói rất là nhiều tới các cái nội dung ha, các cái chủ điểm có liên quan đến việc là xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số rồi. Vậy thì bây giờ mình thực tế hơn một chút xíu, thì nhóm có thể cho cô biết là trong cái quá trình mà các bạn tìm tài liệu để các bạn thuyết trình á, các bạn có học hỏi được một cái kinh nghiệm nào, có thể đó là một cái kinh nghiệm về việc là thành công trong việc sử dụng công nghệ hoặc là tận dụng cái nền tảng công nghệ 4.0 để xây dựng thương hiệu của mình, hay là một cái thất bại ha, một cái gọi là một cái cú vấp ngã nào đó của một cái thương hiệu cụ thể nào trên thị trường mà nhóm biết không? Ví dụ như hôm bữa cô nói với các bạn là Trung Nguyên đó, người ta không có nhanh nhạy trong cái việc là đăng ký tên miền của mình đó, thì nó cũng liên quan đến việc là chúng ta làm marketing và xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số. Thì nhóm có thể đưa ra một cái ví dụ cụ thể hơn cho lớp tham khảo được không ạ?
hoặc là bất cứ bạn nào ở trong lớp, hoặc là nhóm hôm bữa là nhóm số 4 đúng không? Các bạn cũng chuẩn bị về chủ đề này. Nếu như các bạn có một câu chuyện hay là một cái kinh nghiệm nào đó mà các bạn đã đọc được hoặc biết được thì các bạn có thể nêu ra để cho lớp chúng ta có thể thấy rõ hơn được cái sự tác động của nó như thế nào. Dạ thưa cô, em có một ví dụ đó là về chế độ trả lời tự động thì chính là con dao hai lưỡi. Thì vào tháng 2 năm ngoái thì hãng hàng không American Airlines đã tự gây thiệt hại cho mình khi đặt chế độ trả lời tự động cho mối tin nhắn hãng nhận được từ người dùng Twitter. Trong câu trả lời này thì American Airlines đã bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ của khách hàng. Tuy nhiên thì cái chế độ tự động này không biết phân biệt đâu là tin nhắn cần cảm ơn và những tin nhắn nặng mùi chỉ trích hoặc là có ý đồ xúc phạm. Vì vậy có thể thấy là trả lời tự động có thể là gây tác động tiêu cực đối với thương hiệu. Dạ em xin hết. Rồi, cảm ơn một cái ví dụ ha, của bạn Phương đúng không? Thì ví dụ của Phương là một cái ví dụ gọi là tương đối là trọng điểm đó ha. Tức là rất nhiều các doanh nghiệp gặp phải, doanh nghiệp nhỏ cũng gặp phải và doanh nghiệp lớn cũng gặp phải. Ví dụ như là Phương lấy cái ví dụ của Phương, có cái mặt hãng nguyên một cái hãng hàng không rất là bự đúng không các bạn, nhưng họ vẫn phạm cái lỗi đó. Còn cái lỗi này các bạn thấy là chính các bạn là khách hàng, các bạn cũng cảm thấy rất là bị làm phiền đó, rất là khó chịu khi mà người ta dùng cái chatbot tự động đó. Tại vì thực ra là khi mà chúng ta chuyển cái hướng trong cái việc là sale marketing hoặc là branding lên trên internet thì rõ ràng là chúng ta sẽ tăng cái sự tương tác với khách hàng đúng không? Cái xu hướng hiện nay là chúng ta phải tăng tương tác với khách hàng và customization, tức là đi cá nhân hóa, marketing cá nhân hóa đến từng khách hàng để mà chúng ta phục vụ họ, chứ không phải là chúng ta phục vụ một cái đoạn thị trường rộng như là truyền thông ngày xưa nữa đúng không ạ? Thì các bạn thấy là cái công cụ mà chatbot tự động nó là một cái công cụ gọi là hỗ trợ đắc lực cho chúng ta luôn, bởi vì không phải lúc nào cũng có người ở đó để mà trả lời đúng không các bạn. Thậm chí là có người ở đó nhưng là 10 khách hàng người ta nhắn tin tới thì làm sao mình trả lời hết được, thậm chí là bị trôi, bị lỗi, bị như thế nào đó. Thì nó có một cái gọi là cái công nghệ nó hỗ trợ cho chúng ta một phần, đó là trả lời tự động, thì mình có thể xếp được cái nội dung ha. Ví dụ như các bạn đơn giản như các bạn lên trên Facebook, các bạn xem một cái sản phẩm gì đó xong rồi các bạn kích vào Messenger thì nó sẽ vào luôn trong cái hộp thư và nó có một vài cái tin nhắn trả lời tự động, ví dụ như là chào Phương, bạn quan tâm tới sản phẩm này phải không, rồi gì gì đó, nó xét cho các bạn như vậy. Và nó xét như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy là doanh nghiệp có quan tâm tới mình và có một cái sự trả lời ngay. Nhưng đó không phải là một người đúng không, như hồi nãy đó các bạn có thể là hỏi một cái thông tin gì đó, ví dụ như là cái áo này có size cho người 1,5 m nặng 50 kg không đúng không, hoặc là cái này có như thế nào, các bạn hỏi những cái thông tin chi tiết. Nhưng người ta vẫn có thể là một số nhà bán hàng hay một số công ty, một số cửa hàng người ta không có đọc ha, và người ta cứ cứ và một cái điều nữa là các bạn thấy tin nhắn gửi tự động, tin nhắn gửi tự động có nghĩa là mình trả lời rồi, nó không không có hiện cái nút sáng lên là cái người đó mình chưa trả lời nữa, cho nên có thể là bị bỏ qua. Và cứ các bạn hỏi một câu nó gửi một cái tin nhắn tự động như vậy, các bạn không có được cái thông tin mà các bạn cần. Các bạn có bực mình không? Quá bực mình và cảm giác là gì ạ? Người ta không quan tâm tới mình và giao hết cho một một cái tin nhắn tự động như vậy, tự dưng các bạn mất cảm tình ngay lập tức đúng không ạ? Thì đó là một cái ví dụ mà các doanh nghiệp cần phải lưu ý đó. Cái ví dụ mà bạn đưa ra thực ra nó nhỏ không mà bạn, nó nhỏ xíu thôi, đâu có phải là một cái gì to lớn mà khủng khiếp giống như là Trung Nguyên gặp phải cái trường hợp là không đăng ký được hay là như thế nào đó. Những cái đó là vấn đề lớn thôi, còn cái này là gì, một cái vấn đề nhỏ trong cái việc là lưu ý cho chúng ta sử dụng cái chatbot tự động thôi, nó cũng đã ảnh hưởng tới cái hình ảnh thương hiệu của chúng ta và cái cảm nhận của khách hàng rồi, có đúng không ạ? Đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta cần phải rất 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 là lưu ý đến những cái vấn đề này. Thì các bạn thấy là nhiều lắm luôn ha, nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà chúng ta chuyển đổi từ cái giai đoạn là kỷ nguyên gọi là không số sang kỷ nguyên số. Và
bắt buộc các doanh nghiệp phải quan tâm tới điều này, bởi vì cái kỷ nguyên số nó đã tác động tới toàn bộ cuộc sống của chúng ta luôn. Và trong làm kinh doanh thì nó cũng tác động từ đầu này tới đầu kia luôn, đúng không các bạn? Tự động hóa trong quản lý kho, tức là logistics ha, tự động hóa trong sản xuất, tự động hóa trong vấn đề quản lý ha, quản lý về nhân sự này, hoạt động kế toán này, vân vân, nó thay đổi toàn bộ hết và thay đổi theo một cái hướng là thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhờ chúng ta ứng dụng công nghệ. Ngày xưa thì trong cái xưởng của chúng ta là gì các bạn, cả 1.000 công nhân đứng ở đó để làm việc và trả lương cho 1.000 công nhân đó. Bây giờ thì sao ạ? Nhập về một hệ thống máy móc thiết bị và chúng ta chỉ cần có 5 nhân viên, người ta điều chỉnh tự động thôi, đúng không ạ? Tiết kiệm hơn được rất là nhiều và đơn giản rất là nhiều, độ chính xác cũng cao rất là nhiều. Ngày hôm nay cô tới cô làm nhưng mà ôi cô bị thất tình, cô buồn quá và cô không vui tí nào cả, và sản phẩm cô làm nó xấu quá, có đúng không các bạn? Còn máy móc thì nó đều 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 nhau hết trơn mà nó nhanh nữa chứ ha. Đó thì các bạn thấy là đó là cái thay đổi trong trong việc chúng ta làm kinh doanh. Còn cụ thể hơn này, nó làm thay đổi cái hành vi người tiêu dùng, và nó làm thay đổi hành vi người tiêu dùng nó dẫn đến việc chúng ta phải thay đổi trong cách làm marketing, làm thương hiệu, làm bán hàng. Đó. Dẫn chứng cho cái điều này nè, các bạn thấy là gì? Hiện nay có những cái chức danh mới trong các công ty, ví dụ như là giám đốc truyền thông xã hội. À, đúng các bạn? Thì nó giám đốc truyền thông luôn, nó giám đốc truyền thông xã hội nữa chứ. À, rồi những cái thuật ngữ sử dụng, ví dụ như là digital marketing, content marketing nè, rồi ví dụ như là search engine marketing, rồi là sale, rồi là landing page, vân vân, nhiều lắm luôn, đúng không ạ? Những cái thuật ngữ mới nó xuất hiện nó đều liên quan đến digital marketing, hay nói cách khác đây là liên quan đến cái việc là thay đổi công nghệ, ứng dụng công nghệ ra. Thì các bạn thấy là chính cái điều này nè, nó tạo ra cái sự tương tác khác đi giữa khách hàng và thương hiệu, đúng không ạ? Rõ ràng là khi mình làm truyền thông, đó là một cái sự tương tác giữa cái gì các bạn, giữa truyền thông marketing và người tiêu dùng. Như vậy thì khi làm thương hiệu cũng vậy, đó là cái sự tương tác giữa khách hàng và thương hiệu, cho nên nó biến đổi các cái phương pháp kinh doanh marketing và làm cho nhiều cái cấu trúc hoặc là cái chiến lược, thậm chí là những cái phương pháp tác nghiệp khi mà chúng ta làm marketing nó không còn phù hợp nữa. À, thì các bạn thấy là cái lợi ích đầu tiên mà khách hàng có được khi mà đó là họ sẽ, tức là chúng ta làm customization với tập khách hàng đó, đúng không? Rồi là các bạn thấy là khách hàng cũng thuận tiện hơn trong trong khi mua sắm, tức là 24 trên 7 luôn. Có đứa nào 1-2 giờ sáng còn thức lướt Shopee, vì Lazada các kiểu để mua hàng không, săn sale đồ không, đúng không? Lúc nào cũng được luôn. Rồi là họ chủ động hơn trong cái quá trình mua, tự đặt hàng, tự theo dõi đơn hàng cũng là nhờ công nghệ. Rồi cái sự tương tác về thông tin và kiểm soát thông tin giữa khách hàng và doanh nghiệp cũng khác đi. Ví dụ như trước đây khi mà cô mua một cái sản phẩm gì đó, cô sẽ phải đi tới cửa hàng và chủ yếu là cô làm việc với ai? Cô làm việc, cô lấy thông tin, phản hồi, mọi thứ, tư vấn vân vân, cô sẽ làm việc với lại đại lý, hay nói khác đây là người bán hàng. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là khách hàng người ta tự học hỏi, tự có được những thông tin và cái kinh nghiệm đó từ ai? Từ những khách hàng khác người ta chia sẻ trên cái web hoặc là trên những cái mạng xã hội á. À, thì chính cái điều này nó tạo ra một cái thách thức khác cho doanh nghiệp nè, làm sao để kiểm soát những cái thông tin đó, có đúng không các bạn? Lỡ cô lên cô nói thích, cô chơi xấu các bạn, cô nói tầm bậy tầm bạ, cái nó sẽ cái đó hở là dạo mua về không sử dụng được đâu. À, rồi một cái thông tin gì đó các bạn biết trên mạng internet đi với một cái tốc độ gọi là tên lửa luôn, bắn một cái vèo phát là như đâm đầu vô tường luôn rồi, đúng không ạ? Thì cái vấn đề là phòng marketing, nó thậm chí các công ty lớn phòng marketing phải có một cái nhóm mà người ta kiểm soát các cái thông tin ở trên mạng, những cái thông tin bất lợi như thế nào, gỡ những cái thông tin nó đi, chặn những cái thông tin nó như thế nào, vân vân, chứ không phải là chuyện đơn giản, có đúng không ạ? Đó. Thì các bạn thấy là bởi vì cái tiếp theo nữa là bởi vì là người ta tự động, người ta thực hiện các cái hoạt động mua bán của mình một thuận tiện, lúc nào cũng được như vậy, và người ta không cần tới cửa hàng, người ta cũng không cần người bán hàng hỗ trợ nữa. Thì để các doanh nghiệp có thể đáp ứng được cái nhu cầu này của khách hàng á, thì mình phải có một cái website, hoặc là mua hàng trên app, hoặc là một cái store trên cái cửa hàng thương mại điện tử như thế nào đó, để mà chúng ta có thể
điều hành được một cách hiệu quả, tốc độ tải phải nhanh. Các bạn kích vô rồi các bạn đổi lót cái sản phẩm ra 10 phút nó không lát được, đi chỗ khác coi cho rồi, đúng không? Thậm chí là 2 phút thôi là cảm thấy nản lắm rồi, với cái tốc độ internet hiện nay cũng rất là nhanh rồi. Cho nên là nếu như mình không chú ý tới những cái điều này thì mất khách hàng, đúng không? Rồi tổ chức website, cái design của cái website của chúng ta nó cũng phải rõ ràng, thiết kế thì nó phải hữu dụng, nó thu hút nè, đúng không? Rồi khi thực hiện các cái giao dịch thì mình phải đảm bảo được cái độ chính xác này, giữ những cái bí mật. Ví dụ như bây giờ các bạn mua hàng qua Shopee, các bạn phải đăng ký cái thông tin của các bạn ở trên đó, đúng không ạ? Thì phải bảo mật, chúng ta phải bảo mật được những cái thông tin này cho khách hàng này, rồi liên quan đến việc là miễn phí thông tin dịch vụ vân vân. Cho nên đó, những cái thứ đó thì chúng ta cũng cũng phải quan tâm. Chưa kể là gì, chúng ta phải đẩy các cái sản phẩm lên trên website, và cái trang web của chúng ta là cái nơi mà chúng ta bán hàng. Cho nên các bạn thấy là gì, các bạn vào một cái trang web á, mà không cập nhật cái sản phẩm, lâu lâu mới cập nhật một lần thì mình cũng vô nó mình mua nữa. Thì các bạn thấy là nó vừa tạo ra cơ hội nhưng mà nó vừa tạo ra các cái thách thức mà mình phải làm. Thay vì các bạn ship đặt hàng hóa ở cửa hàng thì lúc này các bạn phải ship đặt hàng hóa ở trên website của chúng ta và phải cập nhật thường xuyên đó, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là theo Kotler và Keller, tức là hai cái nhà nghiên cứu về về marketing, về branding, vào năm 2006 á, thì hai cái ông này đã ổng viết một cái bài báo hơn, một cái quyển sách, thì ổng vẫn cho rằng là mặc dù có cái sự chuyển đổi từ marketing truyền thống, branding truyền thống sang digital marketing, nhưng những cái người làm marketing hoặc là branding vẫn phải thực hiện một cái tổ hợp, một cái tổ hợp liên quan đến cái quyết định của sản phẩm để mà chúng ta có thể đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Thứ nhất là thuộc tính của sản phẩm, thuộc tính thì nó sẽ tạo ra lợi ích, đúng không ạ? Không bao giờ các bạn mua một cái sản phẩm mà về nó không đáp ứng được nhu cầu của mình mua làm cái gì. Cái thứ hai là sức mạnh của thương hiệu tác động đến cái việc lựa chọn. Thứ ba là dịch vụ hỗ trợ. Rồi nhãn hiệu ở đây liên quan tới cái design này, đóng gói này, tức là cái thiết kế của chúng ta đó. Rồi tiếp theo nữa là cái quá trình các bạn phát triển, là các bạn đóng gói và vận chuyển, đóng gói trong quá trình vận chuyển chứ không phải đóng gói ở đây là cái bao bì nữa nha, cái đóng gói ở đây và quá trình vận chuyển. Vậy thì các bạn thấy là ngoại trừ cái việc mà các bạn đóng gói và các bạn vận chuyển thì tất cả những cái thứ còn còn lại đều có thể chuyển đổi ra từ vật chất sang thông tin trong cái phân phối trực tuyến. Thì các bạn thấy là cái việc chuyển đổi nó như thế nào? Thì ở đây chúng ta chỉ thảo luận về vấn đề về thương hiệu thôi. Đó là một trong năm cái lợi trực tuyến mà chúng ta cung cấp cho khách hàng. Thì các bạn thấy là một số những công ty mà mới thành lập đó, hoặc là những cái người startup khởi nghiệp hiện nay đó, người ta gọi là bị rối trong một cái mớ bòng bong, tức là họ rất là mông lung, họ rất là khó nhận định trong cái việc xây dựng thương hiệu như thế nào để nó hiệu quả trong việc chuyển đổi giữa hai cái thời đại này. Và các bạn thấy thật ra là chúng ta đang làm cái gì đây? Chúng ta đang đứng ở giữa hai thời đại chứ chúng ta cũng chưa có đi hẳn qua một cái thời đại này, và chúng ta cũng phải là không phải là ở lại cái thời đại cũ. Đó là một cái sự chuyển đổi. Thì khi mà cô đi tham dự một số những cái hội thảo cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc những startup á, thì hầu hết á, là người ta rất là lúng túng. Người ta rất là lúng túng trong cái việc làm thế nào để xây dựng thương hiệu hiệu quả. Thì các bạn thấy là bởi vì cái sự khác biệt nó tạo ra, nó làm cho cái người làm marketing hoặc là cái người CEO người ta cảm thấy rằng là không biết làm như thế nào nó đúng. Và không biết chúng ta phải tập trung hoặc là kiểm soát những cái yếu tố nào. Thì các bạn thấy là cái vấn đề quản trị thương hiệu trực tuyến, hay ở đây nó có một cái thuật ngữ người ta gọi là cái online reputation management, hay còn gọi tắt là ORM. Thì đây là một cái vấn đề mới của marketing với cái mục tiêu là chúng ta phải bảo vệ, chúng ta kiểm soát, tăng cường danh tiếng của thương hiệu hoặc là cái cá nhân của bản thân mình á, bằng cách là làm cái gì các bạn? Mình kiểm soát thông tin của thương hiệu đó, của thương hiệu của mình á, ở trên mạng. Ở trên mạng. Mạng ở đây có thể là website, có thể là báo, có thể là mạng xã hội, vân vân. Thì
giúp bạn thấy là mình có thể đẩy xuống hoặc là gỡ bỏ, thậm chí là đính chính những cái thông tin không chính xác hay là sai lệch hoặc là tiêu cực như hồi nãy cô nói với các bạn. Và các bạn thấy là cái quản trị danh tiếng hay còn gọi là quản trị thương hiệu của công ty á, mà theo hình thức trực tuyến là một cái khái niệm nó gọi là tương đối là mới mẻ và một cái thử thách với hầu hết công ty. Thì hiện nay các bạn thấy là ngày xưa mình làm marketing, mình chỉ biết về marketing, mình có một cái sự sáng tạo, mình không có tầm nhìn vân vân là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn còn phải kết hợp thêm cái kiến thức về gì các bạn? Kiến thức về công nghệ nữa. Đúng không? Ví dụ như bây giờ, trước đây các bạn ra cửa hàng các bạn xếp hàng lên trên kệ thôi. Bây giờ các bạn phải biết chụp hình, làm thế nào để chụp cho nó đẹp, làm thế nào để đăng hình lên, làm thế nào để viết một cái caption hay gọi là content đó, cho nó hay để thu hút người ta, để người ta thích. Đúng không ạ? Đó, thì các bạn thấy là nó tạo ra một cái một 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 cái thử thách đó, ha, một cái thử thách trong cho các cái doanh nghiệp. Nhưng mà các cái doanh nghiệp có thể là người ta không thấy được cái thử thách này, và người ta cứ tận dụng những cái lợi ích mà internet hoặc là cái công nghệ mang tới cho họ, nhưng mà họ quên mất cái việc là phải kiểm soát cái thông tin này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta sử dụng hệ thống truyền thông á, thì với mục tiêu là chúng ta truyền tải được hình ảnh thương hiệu của mình, đúng không? Nhưng mà các bạn thấy là truyền thông hiện nay là về 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 truyền thông số thì nó rất là đa dạng, trên điện thoại, trên máy tính, rồi website, rồi mạng xã hội, thậm chí là trong những cái nhóm, những cái group vân vân. Vậy thì chúng ta phải lưu ý đến cái việc là nội dung truyền thông ở tất cả các cái điểm này nó phải gọi là nó match với nhau, nó phù hợp, tức là nó thứ nhất nó phải hỗ trợ nhau ha, và nó đồng nhất với nhau, những cái từ đồng nhất, nó đồng nhất với nhau. Ví dụ như việc đa dạng về màu sắc, kiểu chữ, kích cỡ, hình ảnh, cách xuất hiện như thế nào. Bởi vì cái sự hỗ trợ của công nghệ bây giờ các bạn design nó dễ lắm ha, nó không có tốn kém và khó khăn như ngày xưa nữa. Và design ở đây xong up lên trên mạng cũng chẳng phải in ấn, cũng chẳng phải làm gì hết đó. Cho nên là mình cứ thế mình thoải mái, mình sáng tạo, hôm nay mình làm cái này, mai mình làm cái kia. Như vậy thì cũng không nên, đúng không? Các bạn thay đổi liên tục vậy thì nó cũng không nên. Nhưng mà có nhiều người, có những doanh nghiệp đó thì họ lại bị cuốn theo những cái thiết kế như thế này này, và họ quên mất là xây dựng cái đặc tính thương hiệu, cái bộ nhận diện thương hiệu của mình nó cũng quan trọng không kém cái việc là tính thẩm mỹ hoặc là cái tính đổi mới sáng tạo ở trong đó. Rồi các bạn thấy là cái vấn đề nữa ở đây đó là có nhiều cái doanh nghiệp Việt ở Việt Nam của chúng ta thường là họ cũng chưa có cái tư duy về việc đó là xây dựng thương hiệu nữa, xây dựng gọi là thương hiệu trực tuyến đó, bởi vì là họ có cái tâm lý là sản phẩm của mình đã tốt rồi, trước giờ mình kinh doanh trên thị trường gọi là offline là nó rất là ok rồi. Vậy thì chúng ta không cần cần quá chú tâm vào việc là chuyển đổi xây dựng và quản trị tài sản thương hiệu trực tuyến nữa, bởi vì ai cũng biết tới mình rồi, ai cũng tin tưởng tới mình rồi. Nhưng mà các bạn thấy là nếu như chúng ta suy nghĩ theo cái kiểu đó đó thì chúng ta sẽ rơi vào những cái trường hợp mà bị đi lùi, ví dụ như Nokia rồi đó, đúng không? Chúng ta không được ỷ lại vào cái điều đó. Thì các bạn thấy là cái đặc trưng của internet đó là gì? Nó có thể lan tỏa và đi với cái tốc độ của ánh sáng á, và nó thay đổi một cách liên tục, cho nên nếu chúng ta không bắt kịp được thì chúng ta sẽ bị thụt lùi ngay lập tức luôn ha. Và như cô nói hồi nãy đó, cái vấn đề mà gọi là share có ý thức hiện nay nó vẫn là một cái vấn đề mà đau đầu với những cái người làm truyền thông marketing cũng như là làm thương hiệu nói riêng. Coi như là internet á thì giúp cho mình gọi là truyền thông hình ảnh thương hiệu rất là nhanh chóng ha, nhưng mà các bạn thấy là thông tin bất lợi về thương hiệu một khi nó đã xuất hiện á, thì thứ nhất là chúng ta không biết cái nguồn phát tán thông tin nó ở đâu ra luôn á. Cái việc mà chúng ta truy xuất ngược lại để tìm lại cái thông tin xấu á, nó mất công, mất thời gian và thậm chí mất rất là nhiều chi phí, và chúng ta phải đòi hỏi là phải có cái đội ngũ chuyên gia chứ không phải lúc nào mà chúng ta cũng có thể thực hiện được hết. Ví dụ như bây giờ các bạn bị mất cái tài khoản account, tức là account Facebook của bạn bị mất, bây giờ các bạn tự lấy lại được không? Nên các bạn phải đi thuê người ta làm. Đó, đơn giản vậy thôi, chứ huống chi là về website này, về các cái hệ thống hạ tầng mạng này, rồi quản lý các cái thông tin, gỡ các cái thông tin vân vân. Đúng không? Cho nên là rất là khó khăn.
cho doanh nghiệp của chúng ta khi mà chúng ta không có lưu ý đến những cái vấn đề này. Thì ở đây có một số các cái yếu tố mà cô muốn chia sẻ với các bạn, thì đây là cũng là một cái báo cáo mà cô đã làm trong một cái hội thảo cho các cái doanh nghiệp vừa mà nhỏ ở gần đây, khi nói về cái xây dựng thương hiệu trong cái kỷ nguyên số ha. Rất là nhiều cái để nói, nhưng mà ở đây cô chỉ chia sẻ một vài cái nội dung mà gọi là liên quan đến làm thương hiệu ở cái kỷ nguyên số mà phù hợp với lại cái thực trạng của các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay. Tức là chúng ta phải có những cái nhận định gọi là cơ bản nào đó để mà chúng ta không có bị mất cái định hướng á. Thì các bạn thấy là một vài những cái tác động của công nghệ đến cái hoạt động xây dựng thương hiệu hiện nay đó, thì chúng ta có thể kể tới rất nhiều thứ. Trong đó thì ở đây cô liệt kê ra có ba thứ thôi, đó là cái thứ nhất là cái lượng dữ liệu rất là lớn ha. Tức là cái thông tin của chúng ta, cái ưu điểm là thông tin của chúng ta nó toàn diện hơn ha. Thì đây là một cái cơ hội nhưng mà cũng là một cái thách thức cho những người làm thương hiệu này. Thì các bạn thấy là chúng ta có thể dễ dàng thu thập lưu trữ dữ liệu đầy đủ hơn về người tiêu dùng để mà chúng ta có thể phục vụ người tiêu dùng một cách tốt hơn, đúng không? Các bạn đợi chút xíu nha, cái mạng của cô nó hơi bị lỗi chút. Để cô kết lại qua cái wifi này đó. Dạ được rồi ha. Rồi nói lại thôi các bạn ha. Thì cái thứ nhất là cái dữ liệu lớn này nè, thì khi mà hiện nay thì để mà chúng ta có được một cái big data của doanh nghiệp đó thì thật ra rất là dễ thôi, bởi vì là chúng ta có nhiều cái công cụ hỗ trợ và chúng ta thu thập dữ liệu, lưu trữ dữ liệu nó rất là dễ. Và khi mà chúng ta có nhiều dữ liệu như vậy đó thì chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn hơn, một cái khung hình đầy đủ hơn về người tiêu dùng để mà chúng ta có thể phục vụ họ hiệu quả hơn, thậm chí là chúng ta có thể tiếp cận tới từng khách hàng mục tiêu luôn chứ không phải là từng phân khúc khách hàng nữa. Thì ví dụ như là các bạn có thể sử dụng sự hỗ trợ của công nghệ, ví dụ như Google Analytics chẳng hạn, thì cái việc mà chúng ta theo vết khách hàng rất là dễ. Thì chúng ta có thể gọi là theo chân khách hàng trên cái hành trình tiêu dùng kỹ thuật số của họ, tức là họ lên cái trang web, họ kích vào cái gì, họ quan tâm tới sản phẩm nào, sau khi họ rời trang web đó đi thì họ đi đến chỗ nào, tức là chúng ta có theo dõi thông qua cái cookie á. Thông điệp kỹ thuật marketing thì chúng ta đã nói đến cái vấn đề này rồi. Thì ví dụ như là các bạn thấy là chúng ta sẽ tận dụng được cái yếu tố này nè để mà theo dõi cái hành trình tiêu dùng của khách hàng, và chúng ta lập tức có thể chuyển từ cái việc là từ quảng cáo hình ảnh ha, từ cái việc là tìm kiếm một cái từ khóa nào đó của khách hàng, và chúng ta lợi dụng cái sự ứng dụng của công nghệ để chèn cái sản phẩm, chèn cái doanh nghiệp của mình vào, từ đó chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi thành cái doanh số bán hàng. Thì chúng ta cũng có thể xác định, thống kê được cái loại tương tác nội dung truyền thông nào mà nó có tác động một cách hiệu quả nhất. Bởi vì trước đây thì các bạn không đo được. Bây giờ các bạn phát sóng qua tivi đúng không? Các bạn có thể đếm được là gì? Có bao nhiêu người mở tivi trong cái giờ đó thôi. Chứ chúng ta không đếm được rằng là họ có xem hay không và ai thì xem. Đúng không ạ? Cho nên đối với kỹ thuật số này thì chúng ta có thể thống kê một cách hiệu quả hơn. Thì từ đó chúng ta có thể theo vết cái trang web mà người tiêu dùng truy cập vào này.
rồi là các cái trang web hoặc là cái sản phẩm của thương hiệu nào mà họ quan tâm. Cho nên là chúng ta sẽ dùng cái công cụ đó là Google Analytics để chúng ta phân tích ra các cái chỉ số, các cái kết quả để tạo ra nhiều cái kết quả và cái nhận định mới cho nhà quản lý thương hiệu hơn. Thì các bạn thấy là cái ưu điểm là vậy, nhưng mà cái nhược điểm ở đây là gì? Khi chúng ta phân tích cái kỹ thuật số này này, nó lại tạo ra một cái hướng đi, nó lại không có, nó không có tính chiến lược lắm đối với cái nỗ lực xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp. Tức là tự nhiên cái việc xây dựng thương hiệu theo hành vi khách hàng, kỹ thuật số của chúng ta đó, nó lại rơi vào cái tính chiến thuật nhiều hơn. Ví dụ này, chúng ta thay vì quan tâm tới việc định vị thương hiệu thì chúng ta sẽ quan tâm tới những cái mẫu nhấp chuột, tức là cái click chuột của khách hàng, và quan tâm tới việc là click chuột đó nó có sẽ dẫn tới cái chuyển đổi bán hàng và cái chốt deal không? Hay nói khác đi, dễ hiểu hơn là cái việc quản lý và khai thác dữ liệu này nó đi song song với cái việc là làm thế nào để bán luôn là cái sản phẩm đó. Đúng không ạ? Nó nhập nhằng giữa hai cái yếu tố này nè. Và các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay rơi vào cái mông lung này rất là nhiều. Tức là tôi bán được hàng đó, tôi bán được thì bán được doanh số đó, tôi nỗ lực, tôi làm gọi là digital marketing, tôi dùng Google Analytics, tôi theo với khách hàng, tôi dùng landing page, tôi dùng sale, vân vân các kiểu, tôi có doanh số đó. Nhưng mà sao ạ? Khảo sát khách hàng về thương hiệu, không ai biết tới thương hiệu của mình ấy. Và không biết ai biết cái ý nghĩa hoặc là đặc tính cái hình ảnh thương hiệu của mình là cái gì cả. Doanh thu thì có nhưng mà thương hiệu thì không có. Đó, thì các bạn thấy là rơi vào trường hợp này rất là nhiều. Thì việc khai thác dữ liệu đi song song với việc bán cả sản phẩm ha, nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự cân bằng giữa việc tối ưu hóa ngắn hạn về doanh số và việc xây dựng thương hiệu dài hạn của chúng ta. Đúng không? Và cụ thể là cái việc chúng ta đi truyền thông xây dựng thương hiệu nó lại trở thành cái cuộc chạy đua chuyển từ lead sang sale. Lead sang sale đúng không các bạn? Học trong CRM lead sang sale, hiểu hiểu cái thuật ngữ lead là gì rồi, sale là gì rồi đúng không? Đó. Thì các bạn thấy là gì? Bán thì được đó nhưng mà người ta không biết mình là ai hết á. Cho nên là nếu như mà chúng ta cứ chạy đua theo cái việc mà không quan tâm đến các cái chỉ số thương hiệu chiến lược, ví dụ như liên kết thương hiệu này, niềm tin thương hiệu này, hình ảnh thương hiệu này, đặc tính thương hiệu này, không quan tâm tới việc là thêm những cái chỉ số thương hiệu vào trong đó, mà chỉ chạy 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 một trên một cái đường đua là chuyển lít sang sale, chuyển lít sang sale ở trên một cái đường đua là digital marketing đó, thì rõ ràng là chúng ta sẽ đánh mất cái quan điểm chiến lược về việc xây dựng thương hiệu. Tức là chúng ta tập trung vào ngắn hạn, miễn là sale là được, nhưng mà chúng ta quên đi là việc xây dựng và định hình cái đặc tính thương hiệu, cái ý nghĩa thương hiệu của mình là gì cho khách hàng. Thì trong lâu dài chúng ta sẽ không xây dựng được một cái thương hiệu mạnh. Sale thì có nó, doanh số thì có nó, nhưng mà thương hiệu mạnh thì không có. Cái thứ hai là chúng ta phải gia tăng các cái điểm tiếp xúc thương hiệu mới. Thì như hồi nãy cô nói với các bạn đó, không phải là mình đi ra đại lý, đúng không? Không phải là những cái phương tiện marketing truyền thống sẽ thu hút một khách hàng và thực hiện bán hàng nữa, mà người ta có nhiều mối liên hệ với các thương hiệu hơn. Người ta có thể kết nối với rất rất là nhiều các cái thương hiệu cùng một lúc. Nếu các bạn lên mạng, các bạn có thể coi cái brand này, các bạn có thể bật ra lại, các bạn coi máy tính đó, các bạn coi chục cái một lần luôn. Và cái mức độ kết nối thương hiệu ở chục cái brand này nó như nhau. Và nó vượt ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất và nhà bán lẻ. Và cái vấn đề sau khi mua hàng á, thì những người tiêu dùng này nè, có thể là tương tác tích cực, quảng cáo hoặc là công khai ủng hộ những cái sản phẩm họ đã mua. Thậm chí là họ giúp chúng ta tạo cộng tác với chúng ta, tạo ra một cái thương hiệu lớn hơn, một cái nhìn tích cực hơn đối với người sử dụng. Nhưng ngược lại, họ cũng có thể tạo ra những cái tiêu cực và tạo ra thách thức cho doanh nghiệp. Một ví dụ đơn giản các bạn có thể thấy là các bạn lên trên Facebook á, ví dụ như là hội những người sử dụng xe VinFast, thì rõ ràng là cái hội đó là cái hội tích cực, đúng không các bạn?
người ta sẽ ủng hộ hàng Việt Nam nè, người ta sẽ chia sẻ cho nhau những cái kinh nghiệm, thậm chí là có những cái vấn đề gì mà rủi ro hoặc là sự cố trong quá trình mà sử dụng, người ta cũng sẽ chia sẻ cho nhau cách khắc phục. Thì đó chính là người tiêu dùng giúp cho chúng ta trong việc xây dựng thương hiệu. Nhưng ngược lại, nó lại có những cái rút tẩy chay, đúng không các bạn? Và những cái rút của các thương hiệu khác nhau thì nó cạnh tranh với nhau, nó tự cạnh tranh với nhau. À, vậy thì chúng ta phải gì các bạn? Chen chân mình vô, mình phải kiểm soát thông tin ở đây nè, mình phải tạo ra những cái hiệu ứng tốt nè. Ai đảm bảo được với các bạn rằng là cái group của những người sử dụng VinFast nó toàn là những người tiêu dùng không, mà không có người của VinFast trong đó, đúng không các bạn? Ừ, cho nên là chúng ta phải lưu ý cho những cái yếu tố đó để chúng ta có thể là tạo dựng điều chỉnh hình ảnh thương hiệu của mình theo hướng mà mình muốn. À, đó. Và các bạn thấy là người tiêu dùng hiện nay nè, người ta sử dụng rất là nhiều các cái kênh kỹ thuật số để xử lý thông tin và ra quyết định mua hàng, cho nên là chúng ta cũng phải tạo ra, mình là người làm marketing làm thương hiệu á, mình cũng phải sử dụng những cái phương tiện truyền thông xã hội này, rồi sử dụng những cái công nghệ mới này để mà tạo ra nhiều cái điểm tiếp xúc kỹ thuật số giữa cái thương hiệu và người tiêu dùng hơn, tùy theo người tiêu dùng của mình, người ta hay muốn hay có cái hành vi là người ta sẽ tiếp xúc hoặc là sử dụng cái phương tiện công nghệ nào. À, đó thì các bạn thấy là các cái nhà quản trị thương hiệu á, người ta cần phải hiểu cái vấn đề này và phát triển những cái chiến lược thương hiệu mới, ví dụ như là tiếp cận người ảnh hưởng này, hoặc là tiếp thị nội dung này. Tiếp thị người ảnh hưởng là sao? Ví dụ như là các bạn thấy là những cái hot blogger đó ha, ví dụ như là cô sẽ lên cô chia sẻ một cái gì kinh nghiệm sử dụng cái gì đó, kinh nghiệm học tập gì đó của cô ha, và cô cứ theo một cái định hướng nào đó cô chia sẻ và các bạn ngưỡng mộ và các bạn thấy thích và các bạn theo dõi, cho tới một ngày nào đó cô sẽ nói là cô có được những cái kiến thức như vậy là nhờ cô uống cái trà này nè, các bạn mua cái trà này uống nha. Đó chính là cái tiếp thị người ảnh hưởng đó, bởi vì cô đã có một cái sức ảnh hưởng tới các bạn rồi, cho nên là khi cô nói các bạn sẽ tin. Nhưng mà doanh nghiệp không tốn quá nhiều tiền giống như là mời hoặc là thuê người đại diện thương hiệu. Cô không phải là người đại diện thương hiệu, nhưng mà cô gọi là cái người tiếp thị ảnh hưởng thôi. À, thậm chí là gì, cô cũng không cần lấy thù lao nữa, ví dụ cho cô uống miễn phí cái trà đó trong trong vòng thời gian mà cô bắt đầu làm cái tiếp thị người ảnh hưởng này, hoặc là nó sẽ trả cho cô cái tiền hoa hồng trên cái lượng người người ta click vào cái link mà cô chia sẻ dưới vào và đi vào trong một cái shop, cái đường link bán hàng, thì người ta dựa trên cái doanh số đó để trả cho cô chẳng hạn. À, rồi content marketing, tiếp thị nội dung ha. Chúng ta phải phải học cái cách làm thế nào để viết ha, để viết hoặc là để đưa ra những cái hình ảnh, những cái câu, những cái xu hướng, những cái nội dung mà tạo ra một cái sức hút, một cái sự yêu thích đối với cái người tiêu dùng của mình. Cái thứ ba là hình thành xu hướng đầu sáng tạo thương hiệu ha, thì các bạn thấy là cái sự hình thành cái xu hướng đồng sáng tạo thương hiệu này nè, với mục đích là để chúng ta tạo ra một cái sự gắn kết về mặt tình cảm gần gũi hơn giữa khách hàng và người tiêu dùng. Thì các bạn thấy là ngày nay thương hiệu nào cũng muốn xây dựng một cái cam kết chặt chẽ với khách hàng cả ha, và khách hàng thì cũng muốn tạo ra một cái điều gì đó với thương hiệu mà mình thích. Thì khi mà nắm được cái yếu tố này đó, thì cái chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp cần tạo ra cái cơ hội cho người chủ động, người tiêu dùng chủ động tham gia vào các chiến dịch thương hiệu. Ví dụ như hôm bữa các bạn thấy là cái một bạn nào đó trong nhóm trước đó, có trình bày về cái thậm chí là đồng sáng lập thương hiệu luôn. Cái trường hợp bạn nói là đồng sáng lập thương hiệu luôn, cái cô mà cổ bán mỹ phẩm đó, và cổ đăng cái ý tưởng cổ lên và nhiều người ta góp ý á. À, và khi mà cô góp ý vào đó rồi và dựa trên góp ý của cô bán được cái sản phẩm như vậy, tự nhiên cô cảm thấy là giống như mình góp phần tạo ra cái thương hiệu và cô rất là gắn kết với cái điều đó ha. Thì cái việc tạo ra cái sự gắn kết này nó thể hiện ở nhiều cái hình thức khác nhau. Ví dụ như là Coca-Cola đã đưa ra cái chương trình truyền thông là Share a Coke with a Friend năm 2004 để mà nhấn mạnh đến cái sự chia sẻ quan tâm giữa con người với nhau. Đó. Rồi là các bạn thấy là năm 2017 thì các bạn có biết cái thương hiệu túi xách Fila của Ý không ạ? Thì Fila đã gọi là mời các fan ở thị trường Trung Quốc tham gia một cái buổi chụp ảnh để quảng cáo á, tức là cái người được tham gia họ tự họ họ mặc một cái bộ trang phục ha, và họ
sử dụng cái túi sách Fula họ đã mua và họ tự tạo dáng, tự chụp hình trên một vài những cái concept mà Fula đưa ra, và khách hàng tham gia thì họ đã được trở thành những cái model rất là chuyên nghiệp trong cái sự hợp tác sáng tạo này, và thậm chí là một vài người thì được chọn cái hình đó ra để đăng trên những cái tạp chí quảng cáo. Tự dưng họ cảm thấy như thế nào các bạn? Trời ơi, thích quá luôn, chứ còn cái gì nữa, tôi không trung thành thì làm gì nữa bây giờ. Hay hay là các bạn thấy là IKEA với cái chương trình truyền thông là gì các bạn, Core Create IKEA thì đã tạo ra một gọi một cái hiệu ứng IKEA, góp phần thúc đẩy và làm đồng gọi là bùng nổ cái trào lưu DIY, tức là tự tay làm lấy á. Tức là IKEA thì người ta bán những cái sản phẩm tự lắp ghép á ha, thì họ đưa ra một cái trào lưu là những người họ mua những sản phẩm, những cái mẫu thiết kế của hãng về, và họ sáng tạo, họ tạo ra cái sản có thể cưa cắt lắp ghép gì đó để sẽ tạo ra cái sản phẩm cuối cùng, và đăng cái sản phẩm của mình lên trên một cái website hoặc là một cái page để mà mọi người cùng chia sẻ và gọi là tán dương lẫn nhau á. Và mỗi người đăng lên như vậy thì có những cái hashtag, những cái hashtag đó các bạn thấy là mình hay sử dụng bây giờ lắm đúng không? Thì đó là một cái lời kêu gọi đến cả thế giới, đó là hãy cùng IKEA để sáng tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người hơn. Thì người tham gia người ta rất là phấn khởi, người ta khoe cái sản phẩm của mình, người ta cảm thấy tự tin nè, thậm chí là cảm thấy tự hào hơn và gắn kết hơn với thương hiệu này. Hay trường hợp khác mà các bạn thấy là người tiêu dùng người ta tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm, ví dụ như Lego, Lego Idea là một cái cộng đồng trực tuyến chia sẻ những cái ý tưởng, những bộ ghép hình từ người sử dụng Lego, và khi mà chúng ta ghép được rồi đó thì chúng ta sẽ gọi là những cái người trên cái cộng đồng này á thì có thể là nói ra cái ý tưởng của mình, và người khác thì có thể là tương tác cũng như là góp ý của cái ý tưởng đó. Thì cái phương cách này á, cái sự hoạt động thương hiệu này á, nó tương tự với cái đồng sáng tạo á. Và một cái ý tưởng nào đó khi mà đạt được cái mốc mà 10.000 người ủng hộ thì nó sẽ được chuyển tới cái bộ phận quản lý của công ty Lego, được xem xét các cái góc độ và tiến hành thực hiện, gọi là từ cái ý tưởng nó thành cái sản phẩm luôn và bán ra thị trường. Và khi một cái ý tưởng nào đó được bán ra thị trường rồi đó thì người chủ sở hữu của ý tưởng này sẽ nhận được 1% lợi nhuận từ sản phẩm, được gọi là phí bản quyền. Thì các bạn thấy sao ạ? Vừa kêu gọi gọi là có được những cái ý tưởng gọi là cực kỳ sáng tạo từ những ai, từ những khách hàng của mình đó. Có phải là các bạn tiết kiệm được không? Thay vì mình có đội ngũ rồi ngồi vắt óc nghĩ không có ra, bây giờ khách hàng nghĩ giùm cho mình rồi, đúng không các bạn? Và người tiêu dùng lại cũng có được một cái cảm nhận tích cực và một cái sự dây liên kết rõ ràng hơn đối với thương hiệu. Các bạn thấy đó là cái xu hướng hiện nay. Như vậy thì các bạn thấy là cái việc á, là tương tác và đối thoại với người tiêu dùng càng nhiều á, thì là một cái cách để mà chúng ta có thể tạo ra được các cái giá trị cho thương hiệu hơn. Và nếu như tốt hơn nữa thì chúng ta có thể sử dụng khách hàng trở thành một phần của sản phẩm hoặc là một phần của chương trình thương hiệu, giống như những cái ví dụ mà cô vừa mới đưa ra. Thì các bạn thấy là người tiêu dùng khi mà họ đã cảm giác là họ gắn kết, họ chủ động tham gia vào rồi đó, thì họ sẽ tự nhiên họ hình thành một cái trách nhiệm, họ vun đắp sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Từ đó thì doanh nghiệp sẽ có được cái lợi ích lâu dài. Đấy. Thấy không ạ? Rất là hiệu quả luôn ha. Cái tiếp theo nữa là cần phải lưu ý, đó là các cái doanh nghiệp họ cần phải tối ưu hóa cái nội dung cho thiết bị di động và trải nghiệm người dùng. Thì hồi nãy cô nói với các bạn đó, ngày nay người ta thay vì đi ra chợ thì người ta lên mạng người ta mua, cho nên là chúng ta phải tạo ra nhiều điểm tiếp xúc thương hiệu. Và theo một cái thống kê của Center Trify vào năm 2019 đó, thì 40% khách hàng sẽ rất là rời khỏi cái trang đích, tức là rời khỏi cái trang mà mình đang đang vào á, nếu như là cái trang đó không có cái ứng dụng cho điện thoại di động, bởi vì chủ yếu người ta chỉ sử dụng trên điện thoại di động thôi. Do đó là doanh nghiệp hiện nay nó không chỉ thiết kế một cái website có thể sử dụng trên trang web hoặc cái app có thể sử dụng trên trên laptop, mà chủ yếu là sử dụng cho các cái thiết bị di động để mà người ta có thể cảm giác là cái giao diện của nó thân thiện hơn này, dễ sử dụng hơn khi lướt web này. Rồi là cũng dễ tạo ra các cái liên kết
thậm chí là tạo ra những bước thanh toán để mà chúng ta dẫn người tiêu dùng đến đích một cách thuận tiện và khéo léo. Đồng thời khi mà chúng ta tạo ra những cái điểm tiếp xúc này đó thì chúng ta cũng phải thể hiện thông điệp thương hiệu một cách rõ ràng và có mục đích để tăng trải nghiệm của người tiêu dùng và tạo ra cái cảm giác thoải mái cho người tiêu dùng nữa. Ưu tiên cái thứ năm đó là chúng ta ưu tiên nhóm phương tiện truyền thông xã hội. Thì các bạn thấy là hiện nay gần như là hơn 3/4 lượng dân số đều có tài khoản mạng xã hội và dường như là họ sống ở trên nó, đúng không? Sống hai đời ở trên nó, một cái đời là một thực tế, một cái đời trên mạng xã hội. Cho nên là những cái nhà quản trị thương hiệu cũng nên là suy nghĩ đến cái việc là xây dựng quảng bá truyền thông trên mạng, trên cái nền tảng là mạng xã hội. Tuy nhiên là không phải ai cũng sử dụng những cái nền tảng xã hội khác nhau mà chúng ta phải lựa chọn cho phù hợp. Ví dụ như có khách hàng thì họ sống ở cái hành tinh là Facebook, nhưng một số nhóm khác là họ không ưa Facebook, họ ưa Insta chẳng hạn. Cho nên là chúng ta cũng phải xác định cái nền tảng nào sẽ hỗ trợ tốt cho việc xây dựng thương hiệu, cũng như là tránh cái chiến lược chồng chéo và lãng phí. Không phải là chúng ta xây dựng hết trên các nền tảng, mà chúng ta sẽ tập trung đầu tư vào cái nền tảng nào mà người tiêu dùng của chúng ta quan tâm và hay sử dụng. Cái tiếp theo nữa, chúng ta xây dựng cái cộng đồng, gọi là cộng đồng cho thương hiệu. Thì cái này hồi nãy cô đã nói rồi, ví dụ như những cái nhóm ha, chúng ta xây dựng những cái nhóm người và khuyến khích người tiêu dùng người ta tham gia vào cái cộng đồng này để mà họ hiểu hơn về thương hiệu, họ gắn bó hơn với thương hiệu và tạo ra những cái liên kết tích cực và chọn mua thương hiệu khi mà họ có cơ hội mua. Chatbot thì hồi nãy cô cũng đã nói rồi, và cái lưu ý thì chúng ta cũng cũng phải lưu ý là đừng có gọi là lạm dụng quá cái chatbot, tạo ra một cái cảm giác là gọi là tự động hóa quá đối với khách hàng. Và các bạn thấy là cái sự mông lung của những cái người xây dựng thương hiệu, tức là nó cũng phải có cái lý do vì sao người ta mông lung chứ không phải là tự nhiên người ta lạc đường ha. Thì các bạn thấy là người ta gọi đây là cái cuộc chiến giữa giữa hai thời đại, giữa một cái thời đại cũ, một cái thời đại mới thì nó tạo ra những cái tình huống rất là khó xử ha, và rất là khó hiểu giữa cái thời đại cũ và cái thời đại kỹ thuật số mới. Và các bạn thấy ở đây có một số những cái sự khác biệt và mà cô đã nêu ở trên này rồi. Thì các bạn thấy là ở ở cái thời đại cũ thì cái chiến lược của chúng ta nó dài hạn hơn so với thời đại mới. Tại vì các bạn thấy là ở trong cái thời đại mới, mặc dù cái tính chiến lược nó cũng có, nhưng mà cái sự thay đổi của cái nền kinh tế, sự thay đổi của thị trường, sự thay đổi của người tiêu dùng, trong cái hành vi của họ, trong cái quan niệm của họ, nó rất là nhanh, nó không bền như ngày xưa nữa. Cho nên là chúng ta cũng phải gọi là đừng có đặt cái chiến lược nó xa quá. Và khi mà chúng ta đặt chiến lược thì chúng ta phải có cái lộ trình, đúng không các bạn? Và khi mà lộ trình nó chưa hết mà nó đã qua cái mới rồi thì chúng ta không được gì hết. Cho nên thường là chúng ta phải phải đặt các cái lộ trình nó tương đối là ngắn ha, thậm chí là chia cái long term ra thành từng cái short term để chúng ta có thể đặt cái lộ trình nó phù hợp và chúng ta có thể chủ động thay đổi được. Cái thứ hai nữa là cái tính chiến lược và cái tính chiến thuật thì nó cũng tương tự như là cái hồi nãy cô vừa nói với các bạn rồi nha. Chúng ta phải phải gọi gọi là có cái định hướng về thời lượng, chúng ta xây dựng cái chiến lược nó phải phù hợp hơn, bởi vì cái sự thay thế nó rất là nhanh chóng. Cái tiếp theo nữa là cái quality assessment, thì đó là cái đánh giá định tính ha. Còn hiện nay á thì người ta sử dụng cái big data, rồi là trước đây á thì người ta chú trọng trên cái sản phẩm và dịch vụ, còn ở đây thì người ta sẽ chú trọng vào cái mục đích thương hiệu, cái mục đích thương hiệu. Vậy thì cái mục đích thương hiệu hay còn gọi là ý nghĩa thương hiệu á, thì chúng ta có thể hiểu đó là cái giá trị sâu xa và lâu dài hơn, chứ không phải là đơn thuần dựa trên việc chúng ta nghĩ rằng là sản phẩm dịch vụ này giúp được cho khách hàng giải quyết cái nhu cầu gì hay lý do vì sao mà họ mua cái sản phẩm. Cho nên là các bạn thấy là
Nhiều cái thương hiệu đã mất rất nhiều cái thời gian để mà xây dựng, gìn giữ và lan tỏa những cái ý nghĩa thương hiệu này. Ví dụ như là Lifebuoy chẳng hạn, thì đơn giản là một cái bánh xà phòng rửa tay thôi, những cái sản phẩm về 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 rửa tay diệt khuẩn thôi, nhưng mà Lifebuoy hướng đến việc nỗ lực bảo vệ cuộc sống thông qua việc giữ tay sạch, qua cái chương trình truyền thông thương hiệu của họ, đó là Promoting Hand, How Give to Have Safe Life. Thì đó là với các bạn, một cái chương trình truyền thông đó là hãy giữ cái bàn tay sạch để mà cứu lấy cuộc sống của chúng ta. Rồi là ví dụ như là Omo chẳng hạn, thì là thông qua cái trải nghiệm Does It Good, và lôi kéo người người tiêu dùng tham gia vào cái chương trình này luôn, bằng cách là tổ chức một hoạt động gây quỹ xây hồ bơi và dạy bơi cho trẻ em ở miền Tây, và đổi cái chương trình truyền thông thương hiệu này từ Does It Good thành Take It to Give Does. Thì Omo đã rất là thành công trong cái việc là bồi đắp cái niềm tin và tạo cái thiện cảm của công chúng với cái hành trình là thực hiện hóa cái ý nghĩa mục tiêu của thương hiệu này. Thì các bạn thấy là không phải là chỉ một cái sản phẩm để giặt tẩy, mà là một cái thương hiệu vì 1 triệu trẻ em Việt Nam được tự tin lấm bẩn và vui chơi an toàn. Đó, thì các bạn thấy này là cái tăng làm tăng cái cảm nhận thương hiệu và cái phần mềm lên, chứ không phải là chỉ qua cái phần cứng nữa, đúng chưa? Một cái yếu tố nữa ở đây đó là các bạn thấy là người ta sử dụng traditional media sang social media này, nói rồi đúng không ạ? Rồi trước đây thì người ta sẽ truyền thông qua các cái pay media, chắc là những cái phương tiện truyền thông mà doanh nghiệp phải trả tiền. Những cái phương tiện truyền thông mà doanh nghiệp phải trả tiền. Còn hiện nay thì với cái sự thay đổi đó là những cái doanh nghiệp đó, họ xây dựng cái gọi là cái old media, tức là cái truyền thông sở hữu, tức là cái công cụ này nó thuộc tập tập đoàn, ha, thuộc cái quyền sở hữu của doanh nghiệp, ví dụ như là Facebook này đúng không, ví dụ như là website này, thì các bạn toàn quyền quyết định cái thông điệp của mình, rồi là các bạn quản lý nó luôn với những cái bài viết, những cái nội dung mà bạn đã post lên. Thì khi mà chúng ta đã xây dựng được cái old media này đó, thì nó sẽ chuyển qua cái earned media, tức là cái kết quả của việc thực hiện thành công cái kênh sở hữu của mình. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái sự chia sẻ của khách hàng về doanh nghiệp một cách tự nguyện của khách hàng, tức là một bên thứ ba nào đó, có thể là khách hàng, họ sẽ nói tốt về công ty, ví dụ như là không cần mình phải tự lập ra một cái nhóm để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm, hoặc là một cái nhóm cổ vũ cho một cái ai đó mà người tiêu dùng tự tạo ra. Đó chính là cái earned media. Thì cái công cụ thuộc cái earned media nào bao gồm những cái lời bình luận này, tức là những cái comment này, những cái chia sẻ share này, những cái nhận xét, tức là cái rating ha, hoặc là cái recommendation, những cái đánh giá, ví dụ như là feedback này của khách hàng, từ từ khách hàng, hoặc là cái sự lan truyền của cộng đồng mạng xã hội. Thì đối với cái sự khác biệt này đó, thì người ta đặt ra cái câu hỏi là liệu nó có ảnh hưởng đến cái bản chất của việc làm thương hiệu không, đúng không ạ? Tại vì nãy giờ mình thấy là cũng ảnh hưởng cũng nhiều chứ bộ, đúng không? Như vậy thì liệu có ảnh hưởng hay là không? Thì các bạn thấy là nhiều nhà nghiên cứu á, thì rõ ràng đã nêu ra được là cái hành vi tiêu dùng đã thay đổi cái bản chất của thương hiệu rồi, đúng không? Nhưng mà các bạn nên nhớ là những các cái nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng thương hiệu nó luôn luôn xoay quanh những cái khái niệm chính, ví dụ nhận dạng và khác biệt, đúng không các bạn? Tức là gì? Cái sự khác biệt đó chính là gì? Đặc tính thương hiệu, và nhận dạng là bộ nhận diện thương hiệu. Thì cái nhận diện liên quan tới khả năng người tiêu dùng có thể nhớ ra, có thể hồi tưởng lại cái thương hiệu của mình trong vô vàn những cái thương hiệu khác. Và còn cái sự khác biệt á, thì cái khả năng của thương hiệu mà thể hiện cái sự nổi bật của mình giữa giữa cái đám đông, bằng cách là gợi cho khách hàng việc là cung cấp những cái lợi ích gì, hoặc là những cái độc đáo gì mà thương hiệu có được mà những thương hiệu khác không có. Thì các bạn thấy là những cái thay đổi này á, nó tuy là có đó, nhưng mà các cái nhà quản trị thương hiệu á, thì vẫn phải quan tâm, lưu ý, cân nhắc tới việc kiểm soát những cái thông tin thương hiệu, để mà nó tạo ra cái sự nhận dạng và nó tạo ra cái sự khác biệt. Nó chỉ khác ở giữa chỗ là chúng ta dùng cái kênh nào thôi, đúng không? Nó khác là dùng cái kênh trực tuyến thôi, chứ không phải là thay đổi từ cái gốc rễ của việc xây dựng thương hiệu.
À, cho nên là chúng ta vẫn phải quan tâm tới cái sự nhận diện thương hiệu và định vị thương hiệu rõ ràng. Bởi vì người tiêu dùng vẫn chọn những cái thương hiệu mà họ nhớ được và ghi nhớ một cách nhanh chóng, đồng thời là cung cấp những cái lợi ích hoặc là cái sự khác biệt nào đó mà họ cảm nhận được, thì họ sẽ ưu tiên mua cái thương hiệu đó khi mà họ tiếp cận. À, cho nên là các bạn thấy là chúng ta vẫn phải tạo ra cái thương hiệu từ cái nền tảng đầu tiên, ha. Nhận thức về thương hiệu, định vị thương hiệu này, khả năng tiếp cận thương hiệu vẫn là một cái vấn đề rất là quan trọng trong thời đại kỹ thuật số. Cho nên là những cái người làm kỹ thuật số hiện nay á, chúng ta cần phải làm cái gì, cần phải quan tâm tới điều gì đây? Chúng ta phải cân bằng giữa các cái cơ hội có được từ công nghệ và dữ liệu, đồng thời chúng ta phải hiểu sâu sắc nhu cầu của người tiêu dùng, đi song song với nhau. À, rồi là gì, các bạn cân bằng giữa tối ưu hóa ngắn hạn và dài hạn. À, các nhà quản lý thương hiệu thì vẫn phải nắm cái cơ hội về kỹ thuật số mới, rồi tìm hiểu các cái kênh truyền thông mới, thử nghiệm hoạt động xây dựng thương hiệu mới, rồi sử dụng các cái hoạt động hiệu quả để mà thúc đẩy cái người tiêu dùng đi tới cái việc là mua hàng, cũng như là bên song song với đó thì chúng ta vẫn phải phải xây dựng cái định hướng, ha, cái đặc tính của thương hiệu, chứ không phải là chúng ta chỉ theo đuổi cái ngắn hạn là sale mà quên mất việc xây dựng thương hiệu. À, phải nhớ rằng là cái hoạt động xây dựng thương hiệu mới là những cái hoạt động trọng tâm. À, rồi là chúng ta cũng phải là quan tâm tới những nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng thương hiệu. Đó là cái gì ạ? Nhận dạng, khác biệt, định vị thương hiệu, nó không bao giờ lỗi thời hết á. Thậm chí với một cái gọi là một cái mênh mông thông điệp như vậy đó, thì cái sự nhận dạng, cái sự khác biệt và cái sự định vị thương hiệu nó còn quan trọng hơn ngày xưa nữa, nó còn quan trọng hơn là cái thời đại cũ nữa, đúng không? Trong cái thời đại kỹ thuật số này nó còn quan trọng hơn nữa, bởi vì là người ta tràn ngập thông tin rồi. Vì vậy chúng ta phải tạo ra một cái định vị chắc chắn hơn cho người tiêu dùng, được không ạ? Đó, thì đó là cái phần mà cô chia sẻ thêm với các bạn về cái vấn đề mà các cái doanh nghiệp hiện nay người ta gặp phải trong cái việc chuyển đổi từ cái truyền thông cũ sang cái truyền thông mới, và những cái vấn đề giữa cái thời đại cũ và thời đại mới trong việc xây dựng thương hiệu. Cũng cảm ơn cái sự chia sẻ của hai nhóm về cái nội dung này, ha. Và như vậy thì cái phần về lý thuyết của chúng ta ở trong môn quản trị thương hiệu này đến đây là kết thúc. Thì ở trong cái nội dung mà chúng ta cần lưu ý, thật ra nó cũng không có nhiều, đúng không ạ? Cô đã gom lại rồi, nó không có nhiều đâu. Thì các bạn phải hiểu được cái thương hiệu là cái gì, đúng không ạ? Tại sao chúng ta phải quan tâm đến việc tạo dựng, đúng không ạ? Phát triển và bảo vệ và khai thác cái tài sản thương hiệu của một cái doanh nghiệp. Thứ hai là các bạn sẽ hiểu về giá trị thương hiệu ở góc độ marketing, nó gồm có những thành phần nào trong việc tạo dựng ra được cái giá trị thương hiệu đó. À, và trước khi chúng ta hiểu được cái thành phần rồi thì chúng ta sẽ có một cái định hướng để phát triển từng cái thành phần này lên để mà tạo ra được một cái thương hiệu lớn hơn, đúng không ạ? À, rồi cái thứ ba nữa là để mà tạo dựng ra được một cái thương hiệu thì cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta phải quan tâm tới đó là chúng ta phải xác định được cái đặc tính thương hiệu, tức là cái định vị, cái điểm khác biệt của thương hiệu của chúng ta là cái gì, nó thể hiện qua những cái yếu tố nào, và chúng ta tiến hành định vị nó, gieo nó vào trong đầu óc, trong tâm trí khách hàng, và cái đó là kim chỉ nam cho các hoạt động thương hiệu và truyền thông của chúng ta. Và để mà chúng ta có thể xây dựng được một cái thương hiệu thì việc đầu tiên chúng ta phải tạo ra một cái bộ nhận diện, đúng không ạ? Tên, logo, khẩu hiệu, bao bì, thiết kế, vân 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 vân. Rồi cái nội dung tiếp theo đó là cái chủ điểm tiếp theo mà chúng ta quan tâm ở môn nội dung này, đó là chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể có một cái kiến trúc thương hiệu, một cái chiến lược phát triển thương hiệu nó phát huy được cái hiệu quả, nó dễ dàng cho chúng ta trong việc quản lý và khai thác cái thương hiệu chính và cái thương hiệu phụ khi mà chúng ta kinh doanh nhiều loại sản phẩm khác nhau ở trên thị trường. Rồi đó là cái nội dung về lý thuyết chúng ta đã được học ở trong cái môn quản trị thương hiệu này.
Ngoài ra thì những cái vấn đề như là cái xu hướng phát triển thương hiệu trong kỷ nguyên số như thế nào thì cô cũng đã dành thậm chí là gần 2 buổi luôn ha để nói về cái vấn đề này, bởi vì là nó mang tính chiến lược cũng như là cái chiến lược phát triển thương hiệu hiện nay nó cũng sẽ xoay quanh những cái vấn đề này. Đấy, vậy thì cô nghĩ là cái kiến thức nền tảng về thương hiệu đã được cung cấp đầy đủ cho các bạn rồi. Còn lại thì các bạn biết rồi, kiến thức là mênh mông mà nó thay đổi liên tục, đặc biệt là khía cạnh kinh doanh, cho nên là các bạn phải tìm hiểu thêm, tự mình có một cái ý thức tìm hiểu thêm nhiều về các cái vấn đề mà các bạn học nữa. Rồi cái phần chia sẻ của cô đến đây là kết thúc ha. Các bạn có câu hỏi gì về môn học, thật ra mình còn 1 buổi 2 buổi nữa lận ha, thì tới lúc đó hỏi cũng được. Và trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi về những cái vấn đề liên quan đến cái bài thuyết trình của các bạn nếu có, và những cái vấn đề về thương thương hiệu trong kỷ nguyên số nếu như chúng ta có câu hỏi. Thì các bạn đặt câu hỏi đi ạ. Nãy giờ cũng nói quá trời rồi đúng không? Tới mấy đứa đặt câu hỏi ha. Các bạn có câu hỏi gì không? Nếu như không có câu hỏi gì thì tại vì mình không có nghỉ giải lao mà mình học có 3 tiết thôi đó. Thì bây giờ chúng ta nghỉ ha. Sao lại vậy ta? Bữa giờ mình điểm nhanh rất là nhiều rồi đúng không các bạn? Mà sau khi cô vào thì nó lại hiện lên một buổi điểm nhanh vậy ta? Là kỳ lạ. Nếu như mà không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ nghỉ và các bạn ra điểm danh ha. Cô đã thêm vào một buổi điểm danh. Ồ, bây giờ nó hiện ra rồi. Cái mạng này nó bị sao ghê quá. Rồi, có câu hỏi gì nữa không các bạn? Rồi, nếu như không có thì chúng ta nghỉ nha các bạn nha. Tuần sau thì lớp sẽ thảo luận với nhau. Và mỗi buổi thì sẽ có 5 nhóm và lớp trưởng kiểm soát giúp cho cô cái vấn đề này nha. Nguyên ơi. Alo, các bạn ơi, có nghe thấy cô nói gì không vậy? Dạ có. Dạ có nghe ạ. Ui, khiếp quá, nãy giờ cô tưởng cô ngồi cô nói một mình cô chứ. Rồi bây giờ thôi, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây và ra điểm danh nha các bạn nha. Dạ, bye bye cô.